Chương 921, Tầm Bảo. Phù văn cổ sư biến thành chất lỏng ăn mòn xuống, dần tan rã, ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, phù văn phong ấn chậm rãi vỡ ra, một khe hở ước chừng 10 trượng tà hữu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Ở thời điểm khe hở xuất hiện, lập tức có một cỗ khí tức giống như mãng hoang khí bùng lên, bên trong cỗ khí tức ẩn chứa áp bách làm cho thân thể bọn họ lập tức cứng đờ, xen lẫn trong khí tức cổ xưa có một cỗ khí vô cùng ảm đạm thê thảm bọn mục trần phẳng phất như được chứng kiến cuộc chiến hủy diệt giữa đệ tứ điện chủ và thôn thiên tà đế thời viễn cổ mạn đà la vùng hay trực tiếp xua tan cổ khí tức mới làm cho đám người phía sau khôi phục lại nhưng sắc mặt cả đám hiển nhiên đã có vài điểm kinh hãi không hổ là địa chí tôn bỏ tàng nguy hiểm thế này chỉ một đạo khí tức khi vào cửa cũng chấn nhiếp được bọn hắn hiểm địa cỡ này nếu như không có mạn đà la dẫn đầu bọn hắn căn bản cũng không dám xông đến đi thôi đều cẩn thận một ít Mạn Đà La lên tiếng lúc này liền lại đem cho nhân mã đại la thiên vực, cảm giác an toàn, nói xong nàng cất bước tiến vào vết nứt không gian, ở phía sau, Tam hoàng cùng đám chư vương cũng lập tức lũ lượt mà vào. Lúc bọn hắn bước vào vết nứt không gian, bọn hắn cảm giác được cái mãng hoang khí kia lại cuốn đến, bất quá lúc này đã có chuẩn bị tinh thần nên không quá mức khó khăn, sau đó bọn hắn ngẩng đầu, ánh mắt lướt nhanh, quan sát đo đạc cái mảnh không gian lạ lẫm này. Mảnh không gian này phẳng phất như là một mảnh tinh không, khắp nơi mờ mờ ảo ảo, không gian thỉnh thoảng vặn vẹo rồi tản ra chấn động hỗn loạn và cuồng bạo. Trong không gian còn có vô số đá to nhỏ nổi lơ lửng, một ít cá thể lớn như một ngọn núi bất quá ánh mắt bọn mục trần, chỉ là quét qua quét lại, rất nhanh chóng dừng lại tại chỗ xa xa, một tòa kim tự tháp hắc ám khổng lồ, không cách nào hình dung được lặng lặng đứng sừng sững, mặc dù là khoảng cách còn xa, thế nhưng loại áp bách cùng rung động xuyên không, mà đến vẫn làm cho bọn hắn nhẹ hít một hơi khí lạnh những thạch đảo trôi nổi này, chắc cũng có một ít cường giả vẫn lạc, nếu như vận khí tốt có thể sẽ đạt được một ít thượng cổ thần khí, thần thuật, thần đan. Mạn Đà La nhìn thoáng qua những thạch đảo kia nói. Nghe được chuyện đó mắt Trư Vương lập tức sáng lên. Mạn Đà La thấy thế cũng cười nhạt một tiếng nói, ta cùng với Tam Hoàng đi trước dò đường, các ngươi cứ việc tìm kiếm, nếu như gặp phải nguy hiểm liền bóp nát linh ngọc ta cho lúc trước, ta sẽ đến đây cứu giúp. Lần đại thú liệp chiến này, chư vương đều có công lao, vất vả và tiến vào bỏ địa mạn Đà La, cũng vui vẻ để cho bọn hắn tìm kiếm cơ duyên riêng phần mình, tạ ơn vực chủ. Chư vương nghe vậy, nét mặt lộ rõ vui mừng, có thể vẫn lạc gần nơi địa chí tôn cường giả, tất nhiên cũng là những nhân vật cực mạnh, nếu như có thể đạt được một ít di vật của bọn hắn đối với sức chiến đấu bản thân, cũng sẽ tăng mạnh mạn Đà La, gật đầu liếc nhìn Mục Trần, ý bảo hắn cẩn thận, rồi sau đó cùng Tam Hoàng hóa thành lưu quang nhanh chóng lướt đi. Chư Vương nhìn thấy mạng Đà La rời đi, cũng là liếc nhìn nhau cười cười, ngay sau đó nhanh chóng tản đi, hướng tới những thạch đảo trôi nổi trong hư không mục trần, cùng cửu u ngược lại không phân tán, mà lựa chọn hai người một tổ, sau đó lướt đi không mục đích, ánh mắt nhạy cảm không ngừng quét qua những thạch đảo. Nương theo một đám người tách ra, rất nhanh cái mảnh yên tĩnh này vang lên những âm thanh vỡ vụn, chư vương cưỡng ép phá nổ nát thạch đảo để tầm bảo. Cách này mặc dù ngang ngược, bất quá đối tình huống này mà nói, tất nhiên cực kỳ hữu hiệu. Oanh, Mục Trần một quyền oanh ra, linh lực bàng bạc gào thét, một quyền hung hãn trực tiếp đem một tòa đá xanh trăm trượng bạo tạc, đá vụn bắn tung tóe ra, nhưng cũng không trông thấy có gì. Mục Trần thấy thế, hướng về phía Cửu U bất đắc dĩ nhún vai, cự thạch lơ lửng trong cái mảnh không gian này không biết bao nhiêu, tìm như vậy đúng là cầu may cửu U nghiêng tai, nghe thấy được trong xa xa mơ hồ truyền đến một ít tiếng cười to, lúc này cặp môi đỏ mọng nhếch lên, nói: "Tựa hồ có người tìm được gì đó rồi, không biết là gia hỏa nào vận khí tốt như vậy." Mục Trần cũng cười cười, vừa muốn tiếp tục khởi hành, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay nắm chặt, tầm linh bàn liền xuất hiện ở trong tay. Cái tầm linh bàn này đối với chấn động linh lực đặc biệt mẫn cảm, nếu như gần đây thật sự có di vật viễn cổ, nó hẳn là có thể cảm ứng, Mục Trần trầm ngâm nói, "Cửu U nghe vậy," trong đôi mắt đẹp cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc lẫn vui mừng, nếu như cái này tầm linh bàn thật sự có hiệu quả như vậy, thật sự đúng là tầm bảo lợi khí, ít nhất so với việc ngang ngược khai sơn phá thạch hiệu suất hơn nhiều lắm. Mục Trần tay cầm tầm linh bàn, bắt đầu nhanh chóng lướt đi, tuy rằng không dám xác định tầm linh bàn ở chỗ này có hay không có tác dụng, nhưng dù sao cũng phải thử xem. U, 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 hai người nhanh chóng lướt qua từng tòa thạch đảo, ngắn ngủn một hai phút thời gian, bọn hắn bay qua mấy chục tòa thạch đảo, nhưng tầm linh bàn một mực không có gì động tĩnh làm cho hai người có chút thất vọng, xem ra cái tầm linh bàn này ở đây không có tác dụng gì. Cửu u tốc độ chậm lại một ít, có chút bất đắc dĩ nói, Mục Trần cũng là thở dài một tiếng, chuẩn bị cất đi, ngay lúc tiếng thở dài vừa dứt, nhất đạo âm thanh vù vù đột ngột vang vọng lên. Đạo âm thanh vù vù tuy rằng rất nhỏ, nhưng đều bị Mục Trần cùng Cửu U phát hiện, hai người khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía tầm linh bà nãy giờ không động tĩnh gì, cuối cùng xuất hiện nhất đạo quang điểm. Có động tĩnh rồi. Cửu U đại hỉ. Mục Trần ngẩng đầu nhìn quét qua, ước lượng, rồi sau đó ánh mắt tập trung vào một tòa thạch đảo cách đó không xa, Tòa thạch đảo này cũng dễ làm người khác không chú ý, hình thể chừng trăm trượng so với các thạch đảo tại đây rất là bình thường, bất quá Mục Trần biết được, quang điểm trên tầm linh bàn đúng là nơi này. Mục Trần cùng cửu U liếc nhau, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở tòa thạch đảo này, sau đó hai người đồng thời ra tay, một trưởng đánh ra, liền đem này tòa thạch đảo đánh vỡ vụn ra. Ẩm, um, em, em, đá vụn bay vùn vụt, chỉ thấy trong một trời đầy đá vụn, hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra hai người phân tán lóe lên liền xuất hiện ở phía trước hào quang một trưởng vung ra linh lực hình thành khe hở lập tức đem hào quang kia phong tỏa ở trong đó bang bang bên trong khe hở linh lực đạo hào quang giống như châu điên húc lung tung làm cho khe hở linh lực khe bị đâm nhộn nhạo lên từng trận rung động cái loại mãnh lực này làm cho mục trần chấn kinh vội vàng thúc giục linh lực mới dần dần đem hào quang kia chấn áp đợi đến lúc cái hào quang trở nên tĩnh lặng mục trần mới chăm chú nhìn vào chỉ thấy được bên trong hào quang có một cây kim dài nhỏ như lông trâu máu huyết hồng, huyết châm tuy rằng nhìn qua tầm. Thường, nhưng ánh mắt lợi hại của Mục Trần có thể nhìn thấy, ở phía trên thân châm có khắc hàng hà phù văn, hơn nữa, mỗi một đạo phù văn, mơ hồ nhìn giống như một cái mặt thú dữ tợn. Hào quang đỏ sậm ở phía trên bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ phát ra khí thế hung ác làm cho Mục Trần có chút kinh hãi. Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí thúc dục linh lực, dũng mãnh quán chú vào bên trong huyết châm, trải qua hơn vạn năm tuế nguyệt, huyết châm này sớm đã là vật vô chủ, cho nên Mục Trần dễ dàng lấy được quyền khống chế. Lúc Mục Trần lấy được quyền khống chế, chính là có một ít tin tức dũng mãnh từ huyết châm chui vào trong óc. Vạn thú châm, thượng phẩm thần khí dạng tiêu hao, lấy tinh huyết vạn thú luyện chế, hung lệ bá đạo cần dùng tinh huyết bản thân thúc dục, tinh huyết càng mạnh uy lực càng mạnh, ra là một kiện thượng phẩm thần khí dạng tiêu hao. Không thích tiêu hao thì đừng có phóng. Cầm đi trích tụi nó đi không? Mục Trần nhếch miệng cười cười, loại thần khí tiêu hao này, tuy không dùng mãi được, nhưng cũng có chỗ lợi chính là uy lực của nó, so với thượng phẩm thần khí bình thường càng thêm cường đại. Hơn nữa vật ấy cực kỳ bí ẩn, khó có thể phòng ngự, nếu dùng đúng lúc sẽ chiếm được tiên cơ Mục Trần đang âm thầm kinh hỉ, cửu u lã lướt quay về, bản mặt lãnh đạm lúc này tươi cười ra vẻ vui mừng, có lẽ đã lấy được vật không tệ cửu u nhìn về phía Mục Trần. Không đợi hắn hỏi thăm, liền mở ra bàn tay như bạch ngọc, trong lòng bàn tay, một miếng long nhãn lớn nhỏ vậy là lớn hay nhỏ màu xanh biếc mặt ngoài đan dược tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt hào quang hình thành ảnh phượng xoay quanh trong lúc mơ hồ giống như là có thêm tiếng phượng gáy vang lên một luồng đan hương cổ xưa nồng đậm từ viên đan dược phát ra làm thể nội linh lực mục trần có chút dấu hiệu tăng vọt đây là mục trần kinh ngạc nói hóa phượng thần đan dùng tinh huyết phượng hoàng nhất tộc luyện chế nếu là đồng loại thần thú phục dụng luyện hóa sẽ tăng cường huyết mạch chi lực nếu là cơ duyên đầy đủ, đủ để quả đen hóa phượng hoàng. cửu u mỉm cười nói. mục trần nghe vậy, không khỏi chật chật tán thưởng. hiển nhiên là không nghĩ tới cửu u lại có thể đạt được thần đan như thế. bản thân là cửu u minh tước, thể nội có được bất tử điều huyết mạch, mà bất tử điều cũng thuộc về phượng hoàng nhất tộc, cho nên loại này thần đan đối với cửu u quả thực là thần vật. lần này tầm bảo, được tầm linh bàn trợ giúp, làm cho hai người mục trần thu hoạch tương đối khá. tranh thủ thời gian, dò xét thêm một chút đi cửu u đem cắt hóa phượng thần đan, vẫn chưa thỏa mãn nói, xem ra thu hoạch lần này, đã khơi gợi lên trong nàng tầm bảo chi tâm. Nói trắng ra là tham ăn đi phiến khu vực này, đối với bọn hắn mà nói, chính là bảo địa, mục trần cũng là cười cười gật đầu, tốn công tốn sức trăm cây nghìn đắng mới tiến vào được, nếu như không kiếm thêm một ít, đúng là có lỗi với công sức đã bỏ ra vì vậy hai người lại lần nữa lướt đi, tầm linh bàn lần nữa thể hiện ra công dụng, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đã có chỗ đáp lại hơn nữa lần này làm cho Mục Trần cùng cửu u hai người khiếp sợ. Bởi vì quang điểm trên tầm linh bàn lúc này, trở nên giống như một vòng mặt trời trói mắt, tình huống như vậy, mặc dù lúc trước phát hiện ra nhất cấp di tích, cũng chưa từng xuất hiện qua. So với kết quả dò xét thạch đảo lần trước, đúng là giống như ngày và đêm Mục Trần cùng cửu u khiếp sợ nhìn vào. Tầm linh bàn, hít sâu một hơi, đến tột cùng là vật gì, làm ra động tĩnh như vậy, chẳng lẽ là tuyệt phẩm thần khí, hoặc là hàng khủng. Chương 922, vật kỳ quái ánh sáng chói mắt từ tầm linh bàn bắn ra cái hào quang mạnh liệt kia cũng không làm cho cửu u và mục trần phục hồi lại được ngây người, người sau một hồi khá lâu hai mặt nhìn nhau đi xem a à. mục trần liếm môi tuy nói hắn bị động tĩnh của tầm linh bàn làm cho sợ hãi nhưng bất kể thế nào cơ hội kiểu này hắn tuyệt không bỏ qua cẩn thận một chút cửu u cũng là điểm nhẹ lên chán bất quá nàng vẫn là cẩn thận dặn dò một tiếng mục trần gật gật đầu sau đó sử dụng tầm linh bàn định vị ánh mắt hướng về phía tây thoáng nhìn cửu u một cái, hai người không chút do dự lao đi. Hai người nhanh chóng xẹt qua từng tòa thạch đảo trôi nổi, không ngừng quét mắt, tìm kiếm điểm làm cho tầm linh bàn tỏa ra luồng sáng. Mà có tầm linh bàn định vị, tìm kiếm đã có kết quả. Đây là một thạch đảo khổng lồ, mục trần cùng cửu u lơ lửng phía trước, liếc mắt nhìn nhau, tầm linh bàn khóa phương vị là tại đây, cho nên có lẽ là nó rồi bang. Hai người không chút do dự ra tay, linh lực bằng bạc hóa thành trường ấn cực lớn, ngắn ngủ một cái hô hấp, tòa thạch đảo đã bị phá tan tành nham thạch vỡ vụn bắn tung tóe còn mục trần và cửu u thì quét mắt qua những đá vụn kia tìm kiếm bảo vật bất quá theo thời gian trôi qua những đá vụn kia đều bắn đi hết nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường chuyện gì xảy ra cửu u ngạc nhiên mà hỏi mục trần nhíu mày bọn hắn dò xét cực kỳ cẩn thận tuyệt đối không có khả năng bỏ sót nhưng cũng không phát hiện được gì hắn nhìn vào phía tầm linh bàn lập tức khẽ giật mình bởi hắn phát hiện trên mặt tầm linh bàn nguồn sáng trói mắt vẫn như trước chưa từng ảm đạm như vậy nói cách khác nguồn gốc ánh sáng vẫn còn tồn tại cái tòa thạch đảo này tựa hồ không phải mục tiêu mục trần đoán phương vị không phải đánh dấu tại đây sao cửu u hỏi ngược lại phương vị đích thật là tại đây ánh mắt mục trần có chút lập lòe chợt hắn đột nhiên chuyển di ánh mắt nhìn về nơi thạch đảo xuất hiện ngay sau đó ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ thân hình chậm rãi tiến phía trước sau đó hắn phát hiện nơi thạch đảo vỡ vụn không gian đang trong tình trạng vặn vẹo bất quá cường độ thì không thể hình thành vết nứt không gian nhưng một không gian vặn vẹo như vậy lại giấu ở trong một tòa thạch đảo cái này đủ để cho người cảm thấy hồ nghi rồi mục trần gắt gao chằm chằm vào không gian kia sau đó chậm rãi giơ tẩm linh bàn lên lập tức ánh sáng trên tẩm linh bàn mãnh liệt bắn ra cửu u cũng phát giác được dị trạng nhanh chóng tiến tới khuôn mặt kinh ngạc nhìn qua không gian kia tựa hồ là cái không gian này dẫn phát dị tượng Mục Trần có chút ngạc nhiên, nguyên lai like cái thạch đảo ở ngoài chỉ là để che mắt thiên hạ, cái này phiến không gian này mới thật sự là ngọn nguồn. Bảo Bối ở trong này, Cửu U nghi hoặc hỏi. Mục Trần trầm ngâm một chút, chợt hai mắt nheo lại, trầm mặc một lát, hắn đột nhiên nói, "Ngươi có thể xé ra một vết nứt không gian từ đây không?" Cửu U cả kinh. Nói, "Ngươi hoài nghi bảo bối bị giấu ở trong cái không gian này? Có người hao tổn tâm cơ đem giấu ở đây, tất nhiên là có mục đích, đã như vậy, trong đó hẳn là có chút huyền cơ." Mục Trần gật đầu. Để ta thử xem. Cửu U nghe vậy, Ngọc Thủ nắm chặt, chỉ thấy được tấm lụa linh lực bằng bạc oanh kích vào cái không gian kia, rồi sau đó linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ, ý đồ đem cái không gian kia, sẽ rách ra một đạo. Mà lúc linh lực cửu U oanh kích vào, trong nội, tâm phẳng phát hơi kinh hãi, bởi vì nàng phát giác được cái phiến không gian vạn vẹo này, vậy mà cứng rắn ngoài dự đoán. Thực lực nàng hôm nay đã là lục phẩm trí tôn, muốn xé rách không gian cũng không khó khăn, nhưng mà hiện giờ phải gắng sức mà làm, xem ra là cực kỳ miễn cưỡng, xem ra chỗ này quả thật rất cổ quái. Cửu U khẽ cắn răng, linh lực trong cơ thể vào lúc này không hề giữ lại điều bộc phát mà lên, lập tức chỗ không gian kia kịch liệt rung lên, cuối cùng khe nứt chừng một tấc tả hữu đã rách ra, cuối cùng khe hở kia bị Cửu U dốc sức mà phá ra, đạt đến hai thước tả hữu, nhưng lúc này Cửu U phát hiện ra, đây đã là cực hạn của nàng. Hơn nữa cái kia vết nứt không gian phẳng phất vẫn còn phản phệ, ý đồ dần dần đem khe hở chữa trị nhanh lên ta kiên trì không được quá lâu cửu u thúc giục nói mục trần thấy thế nhanh chóng xòe bàn tay ra lòng bàn tay giống như miệng hổ đối với hung hăng kéo một cái lập tức linh lực tại lòng bàn tay hắn hình thành vòng xoáy hấp lực khủng bố bạo dũng tiến ra hưu hưu hấp lực cường đại tràn vào bên trong không gian lập tức hàng loạt nham thạch lại bắn ra bất quá khi đến gần khe hở đều là hóa thành bột phấn phía sau vết rách không gian có gì Mục Trần cũng không biết, bởi vậy hắn cũng không dám xông bừa vào. Vạn nhất ở trong không gian loạn lưu bị mất phương hướng, ngay cả mạng Đà La cũng khó cứu hắn trở về. Cho nên hiện tại chỉ có thể áp dụng loại biện pháp này, mượn hấp lực xem có thể hút ra được vật trong đó. Phốc, phốc, vô số nham thạch không ngừng bắn ra, cuối cùng bị vòng xoáy linh lực cắn nát thành bụi phấn. Nhưng lại thủy chung chưa từng xuất hiện vật gì đặc thù. Theo thời gian trôi qua, cửu u ngọc thủ cũng là khẽ run lên, bắt đầu khó duy trì Mục Trần thấy thế trong lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi bất quá ngay tại khoảnh khắc hắn định thu tay lại một đạo thanh âm lạ đột nhiên theo cái vết nứt không gian chuyển đến vèo một đạo hắc quang mãnh liệt bắn ra sau đó hung hăng đụng vào vòng xoáy linh lực bên trên bất quá lúc này vòng xoáy linh lực lại không thể đem nó cắn nát ngược lại là bị nó chấn vỡ mục trần nhanh tay lẹ mắt quán chú linh lực vào bàn tay chớp mắt đem đạo hắc quang kia nắm trong tay cùng lúc đó cửu u cũng đã kiệt lực vết nứt không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỗ đó không gian lại trở về trạng thái vặn vẹo. Cửu U lau mồ hôi trên trán, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần, ở thời điểm cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy đạo hắc quang kia đột nhiên bắn ra. Mục Trần mở ra bàn tay, chỉ thấy được trong lòng bàn tay hắn có một vật màu đen, vật kia như khối sắt hình tam giác có chút thô ráp, ở mặt ngoài khối sắt có khắc lấy một ít phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp bất quá mục trần cùng cửu u không phát giác được chút chấn động linh lực nào hai người nhìn nhau hiển nhiên đều không rõ thứ đồ vật này là gì tựa hồ cũng không hề giống là cái gọi là thần khí mục trần nhíu mày thúc giục linh lực quán chú nhưng hắn lại phát hiện linh lực tiến vào trong đó căn bản cũng không có chút phản ứng nào hai người buồn giàu tốn bao nhiêu công sức nhưng cuối cùng cái khối tam giác tối tăm chút động tĩnh gì đều không có cuối cùng mục trần cùng cửu u cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha làm cả buổi, lấy ra một thứ không thể hiểu được. Mục Trần cùng cửu u đối với loại kết quả này giờ khóc giờ cười, tuy vẫn cảm giác vật ấy tựa hồ không đơn giản, nhưng không cách nào thúc. Dục, vậy thì chẳng khác nào phế vật. Được rồi, tranh thủ chút thời gian còn lại dò xét tiếp. Mục Trần cười khổ một tiếng, cũng không buông tha đem khối sắt ném vào càn khôn trạc, sau đó bắt đầu sử dụng tầm linh bàn dò xét. Mà trong lúc dò xét, Mục Trần nhìn thoáng qua chỗ xa xa, cái kim tự tháp hắc ám khổng lồ lơ lửng giữa không trung mang lực chấn áp đến kinh người trong nhất thời hắn cảm thấy cái khối sắt kia rất giống cái kim tự tháp khổng lồ này bất quá chỉ là ý nghĩ thoáng qua mục trần đã nhanh chóng quên đi cười cười tự diễu sau đó rất nhanh đuổi theo cửu u hai người bắt đầu tiếp tục tầm bảo thời gian kế tiếp mục trần cùng cửu u với sự trợ giúp của tầm linh bàn hai người lại lần nữa có chỗ thu hoạch bất quá những thu hoạch kia có vẻ yếu kém tổng tính ra cũng làm cho người cảm thấy vui mừng một ít Lúc hai người đang tầm bảo, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền đến, Mục Trần cùng Cửu U nghe thấy, cũng ngừng lại, liếc nhau, nhanh chóng đi theo hướng âm thanh. Mạn Đà La phát ra thanh âm triệu hoán, có lẽ đã tìm được thông lộ. Trên một tòa thạch đảo, Chư Vương lại lần nữa hội tụ, Mạn Đà La nhìn qua mọi người trên mặt tươi cười, cũng biết được bọn hắn đều có thu hoạch, bất quá nàng cũng không hỏi nhiều, cũng không bắt mọi người đem nộp lên. Chuẩn bị khởi hành tiến về địa chí Tôn Bí Tàng, khi trước ta đã cảm ứng được ở nơi khác đã có thế lực, cũng tiến nhập mảnh không gian này. Nghe được chuyện đó, trong lòng mọi người cũng hơi run sợ, trận chiến cuối cùng của đại thú liệt chiến lần này, cơ bản là ở cái địa trí Tôn Bí tàng này rồi, vì tranh đoạt chi vật, tất cả đại đỉnh thế lực chắc chắn đem hết toàn lực tranh đoạt, tất nhiên sẽ thảm thiết vô cùng. Đi. Mạn Đà La không có nhiều lời, vung tay lên, lờ hóa thành ánh sáng âm u bạo lướt dẫn đầu mà đi, mà đích đến chính là hắc ám kim tự tháp phía xa. Mục Trần nhìn thấy Mạn Đà La lăng lệ phong hành như vậy, cũng không có thời gian đưa cái kia vật kỳ quái ra hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, sau đó cùng bọn người cửu u nhanh chóng đi theo. Mục Trần nhìn đến Trư Vương dần dần căng cứng khuôn mặt, cũng không khỏi thở khẽ một hơi, kế tiếp chính là lần tranh đoạt thảm thiết nhất đại thú liệp chiến. Chương 923, tiến vào địa chí tôn bí tàng. Trong không gian mờ tối, hơn 10 đạo quang ảnh nhanh như tia chớp từ hư không xẹt qua, quang ảnh dẫn đầu khí thế hùng hồn giống như thiên thạch gào thét, phàm là vật chắn trước mặt vừa chạm vào liền tan nát thành cát bụi. Mà những người này tất nhiên là những cường đại la thiên vực, mà người cầm đầu không ai khác chính là Mạn Đà La. Đám người mục trần như tia như chớp, cơ hồ tiến đến kim tự tháp hắc ám bằng tốc độ cao nhất, đường lúc di chuyển với tốc độ cao như vậy, mục trần mới cảm nhận được sự bao la của không gian này. Lúc trước nhìn bằng mắt thường, tựa hồ cái hắc ám kim tự tháp không có quá mức xa xôi, nhưng từ lúc bắt đầu đi chuyển, hắn mới phát giác dường như khoảng cách có hơi bị xa bọn hắn dùng tốc độ cao nhất phi hành gần nửa giờ nhưng cái kim tự tháp như trước vẫn là trông thấy xa xa cái này làm cho mục trần âm thầm kinh ngạc ha ha nơi này không gian vạn vẹo cho nên chúng ta lầm tưởng về khoảng cách chúng ta cách cái kim tự tháp kia sợ là không dưới mấy vạn dặm phát giác được mục trần kinh ngạc thiên thứ hoàng đột nhiên cười nhạt nói bất quá dựa theo tốc độ của chúng ta chỉ nửa canh giờ nữa thì có thể đến xung quanh bí tàng không gian ba động càng thêm hỗn loạn cuồng bạo các ngươi không nên va chạm lung tung tránh bị hút vào không gian loạn lưu bên trong. Thiên thứ hoàng đối với đám mục trần. Cửu U, đoàn người tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, lưu quang phẳng phất sạch qua phía chân trời, sau nửa canh giờ, mục trần rốt cục phát giác được mạn đà la phía trước từ từ giảm tốc độ, hắn trong lòng cũng hơi rung, hắn cảm giác được. Một mảnh bóng mờ phẳng phất vô biên vô tận từ trên trời phủ xuống, đem thân hình của bọn hắn đều bao phủ vào. Bọn mục trần nhìn lên hít nhẹ một hơi, trước mặt bọn hắn, hắc ám kim tự tháp lẳng lặng sừng sừng ở hư không, một cảm giác áp bách đáng sợ từ trong đó phát ra. Tuy nói lúc trước đã biết được hắc ám kim tự tháp này rộng lớn, lúc này tiếp cận, bọn hắn mới thật sự cảm thấy rung động, cái trạng thái mênh mông vô tận này đủ để khiến người cảm thấy kính sợ. Hư không xung quanh hắc ám kim tự tháp, phảng phất không chịu nổi cái loại áp bách này trở nên vặn vẹo cực đoan, từng đạo xe vết nứt không gian không bất quy tá ngừng xuất hiện và biến mất. Đây chính là chúng ta mục tiêu lần này rồi. Mạn Đà La đứng lơ lửng trên không, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước nhìn cái hắc ám kim tự tháp, vực chủ, chúng ta chuẩn bị động thủ sao? Sau lưng mạn đà la sau lưng. Thụy Hoàng luôn lờ đờ buồn ngủ cũng mở hai mắt ra, cái cặp mắt ngái ngủ khi trước, lúc này lóe ra tinh mang lợi hại, một cổ cảm giác áp bách nhàn nhạt tràn ngập ra, so với thiên thứ Hoàng cùng Linh Đồng Hoàng muốn mạnh hơn không ít. Mạn đà la gật đầu, nói, mấy thế lực khác cũng đã đến nơi, chúng ta cũng mau động thủ, miễn cho người khác đoạt tiên cơ. Thoại âm rơi xuống, mạn đà la chậm rãi tiến đến hắc ám kim tự tháp, Vô số vết nứt không gian cuồng bạo xuất hiện xung quanh kim tự tháp, dường như ý đồ ngăn trở Mạn Đà La tới gần, bất quá loại ngăn trở này, nàng chỉ là vung tay lên, liền đem từng đạo vết nứt không gian xóa đi. Thân hình của nàng cuối cùng đã hiện ra gần hắc ám kim tự tháp, ở chỗ này nàng đã có thể nhìn thấy bên trên kim tự tháp tràn ngập phù văn cổ xưa, một loại chấn động cực đoan cường hoành, như có như không phát ra. Cái loại sóng linh lực mạnh mẽ, ngay cả Mạn Đà La hai mắt màu vàng óng đều hơi híp lại phong ấn nơi này, so với đạo phong ấn lúc trước kia còn phải mạnh hơn. Bất quá nàng đối với cái này sớm có chuẩn bị. Mạn Đà La nhấc bàn tay nhỏ bé, càn khôn chạc lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó lại có thêm vẫn lạc nguyên đan hình thành nước lũ gào thét xuất hiện, hơn nữa quy mô lúc này đây, so với lúc trước còn phải hùng hồn. Nước lũ xoay quanh Mạn Đà La, số lượng như vậy nhìn sơ qua sợ là không dưới 20 vạn, số lượng vẫn lạc nguyên đan khổng lồ như thế, bọn người mục trần phía sau là có chút thốn, dù sao cái này nếu như đổi thành trí tôn linh dịch mà nói. Đây chính là 200 vạn khủng bố số lượng A. 200 vạn trí tôn linh dịch, kể cả cường giả như thiên thứ hoàng cũng sẽ động tâm. Mạn đà la lại lần nữa nhẹ nhàng trà sát bàn tay, 20 vạn vẫn lạc nguyên đan lại lần nữa bị áp xúc đã thành. Từng đạo linh dịch sền sệt nặng nề mạn đà la cong ngón búng ra, chỉ thấy từng giọt linh dịch nặng nề như núi lớn mãnh liệt bắn ra. Mạn đà la biết rõ cái phong ấn này cực kỳ cường đại, dựa vào 20 vạn vẫn lạc nguyên đan hiển nhiên, không có khả năng đem phong ấn phá giải, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn công phá một điểm, cho nên từng đạo vẫn lạc linh dịch bắn ra được nàng khống chế xảo diệu, đều bắn vào một khu vực nhỏ ngoài mặt. suy suy vẫn lạc linh dịch bắn lên hắc ám kim tự tháp, lập tức dẫn phát động tĩnh, chỉ thấy phù văn ngoài mặt hắc ám kim tự tháp tan rã một chút. Mà theo phù văn tan rã, cái kia hắc ám kim tự tháp phẳng phất cũng là bị hòa tan ra, đúng là từ từ một vết nứt, rồi sau đó khe hở tại linh dịch ăn mòn xuống, nhanh chóng mở rộng ngắn ngủn mấy phút, vẫn lạc linh dịch đã tiêu hao hầu như không còn, mà vết nứt cũng đã gần một trượng nhỏ, vừa vặn có thể cho người chui vào. Chuẩn bị tiến vào, tự mình cẩn thận. Mạn Đà La nhìn qua cái khe hở, sau đó xoay đầu lại, đối với Mục Trần đám người nói. Vâng. Mục Trần bọn người nghiêm nghị đáp, so với địa chí tôn bí tàng này, mấy cái di tích bọn hắn gặp trước kia quả thực không đáng đề cập tới, đương nhiên, nguy hiểm trong đó cũng vậy, đủ để trong khoảnh khắc biến bọn họ tan thành mây khói. Mạn Đà La gật gật đầu, không cần nhiều lời nữa, trực tiếp quay người, sau đó liền cất bước đi về hướng cái khe kia, ở đằng sau, Tam Hoàng cùng Chư Vương cũng là nhanh chóng đuổi theo. Tại lúc Mục Trần bước vào cái khe, hắc ám càng thêm thâm trầm, cái này làm cho bọn người Mục Trần hơi hơi tim đập nhanh, lúc này chỗ hắc ám kim tự tháp, phảng phất như là viễn cổ hung thú hung dữ há mồm chờ bọn họ tiến vào. Bóng tối bao trùm con mắt, Mục Trần thở mạnh một hơi, hắn phảng phất ngửi được một mùi máu tanh, ở trong bí tàng, cuộc chiến thảm thiết kia sợ là không thể tránh được. mà vào lúc này, không biết có phải ảo giác, mục trần mơ hồ cảm giác được cái vật hình kim tự tháp kỳ quái hắn lấy được lúc trước, tựa hồ là vào lúc này hơi hơi nhúc nhích một chút. sau khe hở là một mảnh hắc ám thâm thúy, hắc ám thâm sâu khó dò, khiến cho người cảm thấy sợ hãi. mục trần có thể cảm giác được, bọn hắn cũng chưa đến nơi mà là phẳng phát hành tẩu ở trong hư không. không gian bên trong kim tự tháp kỳ diệu cực kỳ, tuy nói địa chí tôn bí tàng huyền diệu bất quá bọn hắn cũng không lo lắng mất phương hướng dù sao tại tiền phương của bọn hắn, còn có một vị địa chí tôn thứ thiệt dẫn đường. Cái bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà phảng phất lực lượng cường đại, đưa tất cả mọi người là thủ hộ ở trong. Đó, khiến cho người cảm thấy an tâm. Ngay tại lúc Mục Trần đang trầm tư, Mạn Đà La đột nhiên dừng bước, ánh mắt bọn hắn cũng là quăng bắn đi, lúc này mới phát hiện, trước mặt của Mạn Đà La chẳng biết lúc nào xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, cánh cổng ánh sáng vặn vẹo, tản ra mãnh liệt không gian ba động không biết thông về đâu. Mạn Đà La vươn tay nhẹ nhàng vuốt tia sáng kia, chợt cao mày nói, xuyên qua cánh cổng này, chúng ta sẽ chân chính tiến vào điểm tọa lạc của địa chí tôn bí tàng này rồi, mà đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ chính thức được trải nghiệm sự nguy hiểm của địa chí tôn bí tàng. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Mục Trần bọn người nghe vậy, trong lòng lập tức dùng mình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mạn Đà La thấy thế, không do dự nữa, tiêu sái bước chân dẫn đầu tiến vào trong cánh cổng quang mang chớp nháy lập tức biến mất không thấy gì nữa ở tại phía sau tam hoàng lập tức đuổi theo chư vương lích nhau cũng là nhanh chóng nhảy vào cánh cổng ánh sáng cửu u cùng mục trần nhìn nhau một chút sau đó đồng thời lao ra quang mang chớp động liền đã biến mất tại quang trong cửa mà theo hai người tiến vào cánh cửa ánh sáng cũng là nhanh chóng ảm đạm cuối cùng triệt để biến mất mảnh không gian này lại lần nữa trở nên tối om om cùng thời khắc bọn mục trần tiến vào tại hướng khác, không gian ba động cũng nhộn nhạo, lần lượt từng bóng người, vẫn kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện mà qua, mục tiêu của bọn hắn đều giống nhau, toàn bộ đều là trực chỉ địa chí tôn bí tàng. Bí tàng yên lặng hơn vạn năm, rốt cục vào lúc này bị mở ra. Chương 924, Thượng cổ thiên cung, thập đại hung thú. Bàn chân của bọn hắn rốt cục bước lên mặt đất. Linh lực mục trần cùng lúc bừng lên, đem thân thể bảo hộ ở trong đó, đợi đến cũng không có cái gì phát sinh, lúc này mới dám đem ánh mắt nhìn về phía trước rồi quét qua quét lại, sau đó mục trần bọn người liền nao nao. Hiện ra trước mặt là một tòa đại điện to lớn tới cực điểm, tòa đại điện như núi đứng sừng sững, bên trong đại điện có 10 cái cột, cao gần mấy ngàn trượng, phẳng phất như kình thiên nhất trụ. Mọi người ở trong đại điện, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Cái này là ở trong địa chí tôn bí tàng sao. Mục trần bọn hắn nhìn nhau. Mạn đà la hờ hững nhìn quanh rồi lao vút vào sâu trong đại điện. Cái vẽ lãnh đạm không chút lo lắng, dù sao thực lực của nàng cũng là địa chí tôn, chỉ cần không xuất hiện cường giả đồng cấp, nàng căn bản là không có chút nào kiêng kỵ. Tam hoàng, Trư Vương bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Một đoàn người chậm rãi đi vào đại điện cổ xưa, mà vào càng sâu, bọn hắn mới phát hiện, cái tòa đại điện này bất luận là phiến đá dưới chân hay vách tường, cột đá đều có phù văn che kín, có cảm giác như không thể phá vỡ. Liệt Sơn Vương hùng hăng dậm mạnh bàn chân, lực lượng của một cước có thể phá núi, nhưng chỉ làm phiến đá xuất hiện một vết nứt, thấy cảnh này bọn mục trần kinh hãi không thôi. Ân, lúc bọn hắn đang khám phá tòa đại điện, Mạn Đà La đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, mọi người cũng nhìn theo. Tại cuối đại điện xuất hiện một cánh cửa đồng cực lớn đóng kín, ở bên trên cánh cửa tựa hồ là có dấu vết máu tươi, những vết máu kia ẩn chứa chấn động linh lực cực kỳ khủng bố, bọn hắn mí mắt đều là một hồi run rẩy. Cường giả khỉ gì mà suốt ngày kinh hãi với run rẩy zzzzzz, Mạn Đà duỗi tay, lăng không nhẹ nhàng điểm xuống. Bang, nương theo ngón tay mạn đà la điểm xuống, chỉ thấy phiến không gian kia giống như, có đá rơi xuống mặt hồ nổi lên từng gợn sóng rung động. Sau một khắc, linh lực khủng bố phô thiên cái địa hội tụ mà đến, một ngọn núi tinh thể khổng lồ mà bén nhọn chậm rãi chui ra. Ngọn núi tinh thể trực tiếp nhắm ngay đại môn, tinh sáng lóng lánh. Có thể hình dung ra sắc bén thế nào phía sau, bọn mục trần thấy thế, đều là giật giật mí mắt, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được cái ngọn núi tinh thể chính là Mạn Đà La đã hút linh lực ở cái phiến thiên địa này, sau đó áp xúc hóa hình ra tay một cách đơn giản tựa hồ đã hiển thị ra sự cường đại của địa chí tôn dù sao lấy thực lực bọn hắn bây giờ muốn hấp thụ thiên địa linh lực cũng có thể làm được thậm chí còn có thể ngưng tụ thiên địa linh lực hóa thành các loại công kích hình thức nhưng bảo hóa linh lực thành tinh thể thật là biết nói chơi trong mắt địa chí tôn cường giả thần khí tầm thường đối với bọn hắn mà nói giống như dơm rác bởi vì bọn họ tiện tay là có thể đem linh lực hóa tinh thể uy lực cùng với độ chắc chắn đủ để sánh ngang với thần khí tầm thường thử nghĩ thoáng một phát một vị địa chí tôn phát động thế công phô thiên cái địa thì tương đương với mấy đạo thần khí đổ ập xuống uy lực cỡ đó sẽ là hạng gì hủy thiên diệt địa oanh trong lúc bọn hắn rung động đạo tinh thể dùng đỉnh núi làm mũi mãnh liệt bắn ra đập mạnh vào cánh cửa ầm ẩm, ẩm sóng xung kích đáng sợ lan ra đại địa đều chấn động vách đá chung quanh đều có thêm vết dạn lan tràn ra mạn đà la nhìn chăm chú vào ngọn nguồn sóng xung kích một lát sau ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ bởi vì nàng nhìn thấy, lúc linh lực trùng kích tán đi, đại môn vẫn như trước vững vàng sừng sững, xem ra công kích vừa rồi đã vô ích. Phía sau chư vương thần sắc cũng ngưng trọng lên, cái này thanh đồng đại môn này, quả nhiên không đơn giản, địa chí tôn cũng không phá được. Xem ra chúng ta bị cái tòa địa chí tôn bí tàng này vây khốn rồi. Thụy Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Dùng vẫn lạc nguyên đan được không? Mục Trần đề nghị. Mạn Đà La lắc đầu, nói, vẫn lạc nguyên đan chỉ có thể hòa tan đồng nguyên phong ấn, cái này thanh đồng cự môn này không giống nhau. Vết máu trên kia tựa hồ có chút cổ quái. Đôi mắt Cửu U đột nhiên lóe lên. Mọi người nghe vậy, vội vàng nhìn lại, cẩn thận quan sát, quả nhiên là phát hiện từng đạo vết máu trên cái thanh đồng cự môn giống như chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa, nhìn là từ xa, những vết máu kia tựa hồ là cấu thành từng đạo mặt thú giữ tợn mà những cái mặt thú kia, vừa lúc là 10 đạo. Mạn Đà La nhìn qua cái kia 10 đạo mặt thú giữ tợn, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, thập hung cổ trận sao? Thoại âm rơi xuống, Mạn Đà La đột nhiên dương mắt nhìn về hướng đỉnh 10 cây cột chống trời, sau đó nàng là nhìn thấy, trên đỉnh cột đá đều có tượng đá cực lớn chiếm ngữ, đó là cái gì? Liệt Sơn Vương bọn hắn cũng là ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Mục Trần hai mắt nhắm lại, lúc này mới nhìn rõ ràng nhắm mắt rồi còn nhìn rõ. Quả là khó hiểu, 10 bộ tượng đá đều là thân người mặt thú, toàn thân đều là màu xanh xám, từ xa nhìn lại, giống như là pho tượng thanh đồng, bất quá cẩn thận cảm ứng, mới có thể cảm giác được những ẩn trong những pho tượng thanh đồng, tựa hồ sát khí kinh người phóng ra. Những khuôn mặt trên tượng cùng vết máu mặt thú trên đại môn giống nhau như đúc. Tu La Vương trầm giọng nói, đó là thượng cổ thiên cung thập đại hung thú, Mạn Đà La rủ xuống tầm mắt, thản nhiên nói, thập đại hung thú. Chư Vương hai mặt nhìn nhau, đây là thủ hộ trận do đệ tứ điện chủ bày ra. Mạn Đà La nói, ngọn nguồn lực lượng trên Đại Môn là từ thập đại hung thú, chỉ có đem chúng diệt trừ, mất đi lực lượng duy trì Đại Môn sẽ mở ra. Vậy thì diệt trừ chúng a? Linh Đồng Hoàng không quá để ý, thập đại hung thú nếu còn sống, có lẽ hắn còn kiên kỵ một chút, nhưng nay sớm đã tọa hóa. Bởi vì dùng một ít phương pháp đặc thù để lưu lại lực lượng, nhưng tất nhiên cũng sẽ giảm xuống. Nơi đây có quy tắc, lỗ mãng hành sự có khi không được việc. Mạn Đà La lắc đầu, chợt nàng bấm tay một chùm tia sáng trực tiếp là bắn về phía một pho tượng thanh đồng bất quá lúc tia sáng thứ hai sắp bắn chúng chỉ thấy phía trên cột đá đột nhiên có phù văn cổ xưa xuất hiện chẳng chịt rồi sau đó hình thành màn sáng đem pho tượng hộ tại phía sau đồng thời cũng triệt tiêu đạo công kích của mạn đà la linh đồng hoàng thấy thế không khỏi khẽ giật mình mày nhăn lại đã có quy tắc cứ dựa theo quy tắc mà đến đi mạn đà la ngược lại là có chút lạnh nhạt nhìn quanh một vòng cuối cùng nhìn về mặt đất phía trước mới phát hiện là có thêm rất nhiều phù văn minh khắc. Mạn Đà La lần nữa bấm tay, linh lực bắn ra, bắn vào trong phiến phù văn minh khắc. Ầm ầm. Khi đạo linh lực bắn vào phiến đại địa kia lập tức mặt đất vào lúc này ầm ầm chấn động, sau đó nhanh chóng bay lên. Cho bụi tràn ngập, ngắn ngủn mấy chục tức thời gian, bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, một bệ đá xuất hiện ở trong tòa đại điện. Xung quanh bệ đá, phù văn cổ xưa phóng lên trời, hóa thành màn sáng cực lớn bao phủ xuống đến đem chọn tòa bệ đá bảo hộ ở trong đó. Đài chiến đấu sao? Mạn Đà La thấy thế, ánh mắt lóe lên, hiểu rõ ra, rồi sau đó nàng nhìn về phía Thụy Hoàng, Thụy Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, thân hình lập tức phi lên đài. Bất quá ngay khi Thụy Hoàng vừa mới tiếp xúc với màn hào quang phủ xung quanh đài chiến đấu, chỗ đó linh lực chấn động lập tức điên cuồng nổi lên, ngay sau đó hào quang lóe lên, bắn ngược Thụy Hoàng trở lại. Thụy Hoàng đáp xuống bên cạnh Mạn Đà La, nhướng mày, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, Mạn Đà La nói, ngươi linh lực quá mạnh mẽ, cái tòa đài chiến đấu có hạn chế linh lực, đệ tứ điện chủ cũng thú vị, xem ra hắn là không có ý định xem người khác cường hoành phá trận. Tu La Vương, ngươi đi đi. Mạn Đà La nhìn về phía trong chư vương, thực lực mạnh nhất là Tu La Vương, chính là hàng thật giá thật thất phẩm trí tôn, tuy nói thực lực không bì được với Tam Hoàng, nhưng sức chiến đấu lại dẫn đầu trong chư vương, xuất chiến đầu tiên, tự nhiên là hắn ra tay. Vâng, Tu La Vương cung kính lĩnh mệnh rồi sau đó bàn chân đập mạnh thân hình xông lên trực tiếp phóng lên đài chiến đấu lần này thân thể của hắn tiếp xúc đến hào quang không bị đánh bật ra mà đáp xuống trên chiến đài phía sau mọi người nhìn thấy tu la vương thuận lợi tiến vào đài chiến đấu cũng là chút được gánh nặng thở dài một hơi ầm ầm mà lúc tu la vương ngạo nghễ đứng ở trên chiến đài trong đại điện đột nhiên có chấn động vang lên ánh mắt bọn mục trần nhìn theo ngọn nguồn mãnh liệt ngưng tụ chỉ thấy phía trên cột đá một pho tượng thanh đồng toàn thân vào lúc này chậm chạp chóc ra, theo thanh đồng rơi xuống. Một người mặc áo giáp màu đen, hình thể cường tráng giống như là hắc tháp hung hãn, liền là xuất hiện trong tầm mắt bọn mục trần rống. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm gừ như lôi đình, ầm ầm chấn động cả đại điện đều là đang rung động. Oanh, bàn chân nó đạp mạnh, cột đá liền hiện một khe nứt, thân thể của nó hung hăng bay xuống trên chiến đài. Bụi mù tràn ngập, nó giống như một viễn cổ hung thú, khí hung sát ngập trời, lúc sát khí phủ xuống, ánh mắt Tu La Vương bắt đầu ngưng trọng một trong thập đại hung thú, thôn thiên ma giao. Mạn Đà La thản nhiên nói. Website chuyện con vớt tê, giờ, u, i, e, n, c, v, c, o, mở ngoài đài chiến đấu, mục trần và chư vương mặt sắc cũng ngưng trọng. Trong chư vương thực lực mạnh nhất là Tu La Vương, đấu với thôn thiên ma giao, đến tột cùng cuối cùng ai sẽ thắng. Một trận chiến này, tất u đầu chảy máu. Chương 925, Tu La Vương chiến thôn thiên ma giao. Trên chiến đài to lớn, Tu La Vương tùy ý mà đứng, thân ảnh cường tráng vào lúc này giống như một tòa núi cao, trầm trọng mà hùng hồn, linh lực bàng bạc mênh mông tuôn ra quanh thân, cái loại linh lực cường đại áp bách, mặc dù ở bên ngoài mục trần cũng có thể cảm ứng được. Ở trước mặt Tu La Vương, một thân ảnh giống như là hung thần đứng sừng sững, nó khỏa thân lộ ra trên thân thể đầy những vết sẹo dữ tợn giao thoa với nhau, làm cho nó có thêm vài phần khí thế hung ác đạo thân ảnh này, tuy thân hình cũng như nhân loại, nhưng đầu của nó lại là một đầu dao long hàm răng sắc bén tới cực điểm hai đạo thân ảnh đều là khí thế kinh người đối chiến như vậy tương đối kích thích ánh mắt kia chính là thôn thiên ma giao một trong thập đại hung thú sao sắc mặt bọn mục trần ngưng trọng thôn thiên ma giao kia trên thân thể phát ra khí thế hung ác bọn họ đều cảm nhận được một ít áp lực xem ra những cái gọi là thập đại hung thú này mặc dù sớm đã vẫn lạc có thể dùng một ít phương pháp đặc biệt bảo tồn đa phần thực lực như khi còn sống thôn thiên ma giao này trong thập đại hung thú cũng là nổi bật Nghe nói khi còn sống hắn cũng là bát phẩm trí tôn cường giả, chẳng qua hiện nay đã vẫn lạc, thực lực có lẽ chỉ còn lục phẩm trí tôn đỉnh phong, nhưng nương tựa theo thể chất thần thú, vẫn có thể chống lại thất phẩm trí tôn. Mạn Đà La nhìn qua hai đạo thân ảnh trên chiến đài rằng co, chậm rãi nói. Mục Trần bọn hắn nghe vậy âm thầm sợ hãi thán phục, thượng cổ thiên cung thật không hổ là bá chủ thiên la đại lục thời viễn cổ. Chỉ riêng dưới chứng đệ tứ điện chủ đã có nhiều cường giả tụ tập. Thập đại hung thú so với đại la thiên vực chư vương, rõ ràng cao hơn một cấp độ. Thật sự là đủ để so sánh cùng Tam Hoàng. Oanh! Lúc bọn mục trần còn đang thán phục, trên chiến đài, tinh mang trong mắt Tu La Vương mãnh liệt bắn ra, linh lực cường đại phóng lên trời. Nháy mắt sau đó, hắn xảy bước ra, phiến đá dưới chân vỡ vụn, thân ảnh của hắn giống như một tia chớp, mang theo khí thế ngập trời. Trực tiếp đối với thôn thiên ma giao, dựa vào thực lực thất phẩm trí tôn, hắn cũng không quá e ngại thôn thiên ma ra ác rào. Thôn Thiên Ma giao nhìn thấy Tu La Vương xông đến, gầm lên một tiếng, trong đôi mắt hung quang bắt đầu khởi động, bàn tay đẩy lân phiến nắm chặt, linh lực giống như huyết hồng điên cuồng khởi động, rồi sau đó một quyền oanh ra, một quyền kia, linh lực huyết hồng giống như là hóa thành giao long, không gian đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. ầm, hai đạo nhân ảnh hung ác đối quyền, cường ngạnh chống trả, sợ sóng xung kích lan ra, từng đạo vết dạn dưới chân hai người tràn ra, rồi cả hai người đều là bị chấn ngược trở ra thân hình cả hai vừa mới ổn định, trong nháy mắt lại lần nữa bạo bắn ra, giống như hai đạo linh lực cuồng bạo quấn vào nhau tại trung tâm đài chiến đấu oanh. Oanh, thế công của cả hai đều cuồng mãnh. Từng quyền từng quyền, ngắn ngủn mấy chục tức thời gian. Cũng đã giao thủ trên trăm hiệp, mỗi một lần quyền phong đối trọi. Đều trực tiếp đem không gian chấn đắc vạn vẹo không chịu nổi. Ở bên ngoài, chư vương ánh mắt ngưng trọng nhìn hai đạo thân ảnh. Lúc này Tu La Vương hiển nhiên đã đem linh lực bản thân thúc dục ở mức cao, giơ tay nhấc chân đều phát ra linh lực cường đại, đủ để bạt sơn, lại phối hợp lấy thế công hung ác, hắn hiện tại so với kia thôn thiên ma giao còn giống hung thú hơn. Mà thôn thiên ma giao đồng dạng, cũng chưa từng lui ra phía sau, tuy đại đa số lần đối chọi đều là nó có chút chịu thiệt, cái khí thế cường ngạnh này lại đủ để đem một ít đối thủ tâm trí không kiên định. Trên chiến đài giao phong, vừa mới bắt đầu đã hung hiểm và kịch liệt. Mạn Đà La cùng Tam Hoàng ngược lại là có chút bình tĩnh nhìn qua chiến đài, nhãn lực của bọn hắn siêu việt hơn bọn mục trần nhiều, tự nhiên là có thể nhìn ra được, cục diện trước mắt, Tu La Vương đang từng bước chiếm ưu thế. Tu La Vương thắng chỉ còn là thời gian đúng như những gì Mạn Đà La nghĩ, trên chiến đài, hai đạo nhân ảnh lại đụng vào nhau, bất quá lúc này đây, Tu La Vương một bàn tay trở nên huyết hồng, khí thế sát phạt nồng đậm, rồi sau đó một chưởng đánh ra, lại trực tiếp là xuyên thấu không gian, nhanh giống như là tia chớp đánh vào lồng ngực thôn thiên ma giao. Tu La huyết chưởng ấn. Oanh! thôn thiên ma giao bắn mạnh về phía sau hơn trăm mét chỗ lồng ngực lõm xuống khôi giáp vỡ ra máu tươi vương vãi tiếng gầm ngừ thống khổ vang vọng rồi sau đó nó vỗ mạnh trên mặt đất thân hình lại lao đi huyết quang tràn đầy trong ánh mắt cực kỳ thô bạo nó căn bản là không hề để ý đến chỗ ngực bị lõm xuống giống như là châu điên linh lực huyết hồng bao phủ thân hình hắn gào thét cả người như một đầu huyết dao long bang bang cả đài chiến đấu vì thôn thiên ma giao trùng kích xuống run rẩy không ngừng cái khí thế bạo phát này, coi như là phía trước có một tòa núi cao, cũng sẽ thôn thiên ma giao bị đâm xuyên. Tu La Vương nhìn thôn thiên ma giao sông đến, hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên khép lại. Ong! Linh lực cường đại từ trong cơ thể bạo phát, trong nháy mắt một đạo quang ảnh cự đại, tê xuất hiện ở bên ngoài thân hình Tu La Vương. Đạo cự ảnh có ngư đầu chi hình, khí thế sát phạt ngập trời, phảng phất như một Tu La chi thần. Đó là thiên Tu La Pháp thân. Mục Trần thấy thế, ánh mắt lập tức ngưng tụ, cái này là pháp thân của Tu La Vương sở tu, ở trong 99 loại trí tôn pháp thân bài danh thứ 69. Bò, ò, à. cái này là nguyên gốc nhà Tu La pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét, rồi sau đó cự quyền hung hăng chém ra, huyết quang trào lên. Không gian trực tiếp là bị hắn ngạnh xanh đánh vỡ, hung hăng đập vào thôn thiên ma dao đang xông đến. Ẩm, um. em, em em, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích bộc phát mà ra trực tiếp oanh kích vào màn hào quang làm cho màn hào quang kịch liệt chấn động lên hưu tu la vương thân hình mãnh liệt bắn ngược trở ra bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất từng vết thật sâu trái lại thôn thiên ma giao trực tiếp chấn bay ngược về sau đập mạnh vào màn hào quang sau một hồi run rẩy liền nổ tung đầy trời quang điểm thôn thiên ma giao chiến bại ở bên ngoài chư vương nhìn thấy tu la vương thủ thắng lập tức như chút được gánh nặng thở dài một hơi tu la vương quanh thân linh lực chấn động dần dần thu liễm hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy quang điểm đầy trời đột nhiên hội tụ, cuối cùng phô thiên cái địa tràn vào thân thể của hắn. Biến cố làm cho Tu La Vương hơi thất kinh, vừa muốn phản kháng, thanh âm Mạn Đà La truyền đến, đây tinh hoa linh lực còn sót lại của thôn thiên ma giao đem nó hấp thu, đối với ngươi rất có ích lợi. Nghe vậy Tu La Vương lúc này mới đổi sợ thành vui, vội vàng vận chuyển công pháp, đem tinh hoa linh lực dũng mãnh hấp thu. Rằng có gần nửa canh giờ, Tu La Vương mới chậm rãi dương đôi mắt, lập tức trong mắt tinh mang bắt đầu khởi động, quanh thân linh lực chấn động càng thêm hùng hồn hiển nhiên sau khi hấp thu tinh hoa linh lực của thôn thiên ma giao còn sót lại linh lực trong cơ thể tu la vương cũng đã tinh tiến không ít hấp thu hoàn tất không đợi tu la vương nói gì đài chiến đấu đột nhiên bộc phát ra lực bài xích liền đem hắn bắn ra khỏi đài chiến đấu cùng lúc đó bên trên cự môn chuyển đến thanh âm xèo xèo mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy được trên cự môn đã tan rã một đạo mặt thú mà một đạo kia đúng là thôn thiên ma giao xem ra mỗi đả bại một đầu hung thú, phong ấn sẽ tan rã một tầng. Thiên thú hoàng nhìn qua một màn này, nói, chẳng qua nếu như những con hung thú này đều có thực lực như thôn thiên ma giao, sợ là phần thắng của chúng ta không cao. Linh đồng hoàng trầm ngâm nói, chư vương bên này, chỉ có tu la vương có được thực lực thất phẩm trí tôn, những người còn lại đều là chưa đạt tới cấp độ này, một khi giao thủ, phần thắng không cao. Thôn thiên ma giao trong thập đại hung thú cũng là người nổi bật, chiến lực tự nhiên bất phàm, cho nên không cần lo lắng những con hung thú sau này khó giải quyết như thế. Mạn Đà La nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hơn nữa chúng ta không cần thủ thắng toàn bộ, chỉ cần tiêu trừ bốn đạo phong ấn, ta có thể cưỡng ép mở ra. Nàng lướt nhìn về phía Trư Vương, nói, cho nên, chúng ta chỉ cần có thể thắng bốn trận, là có thể mở ra thanh đồng cự môn. Trư Vương nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, người trận thắng bốn, hẳn là tỷ lệ không nhỏ. Cái này kế tiếp trận thứ hai, là ai đây? Trư Vương nghe vậy, nhìn nhau một hồi, rồi sau đó Liệt Sơn Vương chậm rãi đi ra, trầm giọng nói, cái này trận thứ hai này giao cho ta đi. Liệt Sơn Vương trong trừ vương thực lực gần với Tu La Vương, lục phẩm trí tôn đỉnh phong, cũng đích thật là có tư cách xuất thủ trước. Liệt Sơn Vương nhìn thấy mọi người không phản đối, thân hình khẽ động, trực tiếp là lướt lên đài chiến đấu. ầm ầm, theo Liệt Sơn Vương tiến vào, mọi người lập tức nhìn thấy, ở đỉnh một cột đá lớn, lại là một pho tượng chấn động lên, sát khí tràn ngập một đạo thân ảnh cự đại, mang theo bộ pháp làm cho đất rung núi chuyển, trùng trùng điệp điệp nhảy vào trên chiến đài, sát khí ngập trời bắt đầu khởi động, sát khí khuếch tán, phảng phất là có long ngâm vang vọng, long uy tràn ngập. Lúc bọn mục trần trông thấy thân ảnh này, sắc mặt khẽ biến, hắn so với thôn thiên ma giao còn cường đại hơn. Huyết ma long, đứng đầu thập hung thú. Mạn Đà La cũng là vào lúc này nhíu mày lại, chậm rãi nói. Mục trần bọn hắn nghe vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, hiển nhiên ai cũng không ngờ tới liệt sơn vương lại nhọ như thế, vừa lên đi liền thỉnh ra một đại gia hỏa đứng đầu. Chương 926, thảm bại. Trên chiến đài, sát khí trên thân ảnh cường tráng dần thu liễm lại, đồng thời hiện rõ ra cũng là thân người đầu thú, khi còn sống nghe nói có thực lực cửu phẩm trí tôn, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng thực lực bảo tồn được so với thôn thiên ma giao còn cường hoành hơn. Hình thể của nó, so với thôn thiên ma giao có phần khôi ngô hơn, chỉ là đứng lẳng lặng trên đài, mọi người cũng có thể phát giác được một cảm giác áp bách tràn ngập mà đến trên chiến đài liệt sơn vương méo mặt bởi vì huyết ma long xuất hiện từ trên người hắn toát ra khí tức nguy hiểm hắn đối với thực lực bản thân rất rõ ràng nếu như là gặp đối thủ thực lực ngang tầm hắn còn có thể liều mạng một phen ai ngờ đâu hắn thỉnh ra huyết ma long căn bản cũng không cần phải nghĩ nhiều thua chắc liệt sơn vương âm thầm kêu khổ bất quá lúc này hắn đã không có đường lui đành phải đi thử một chút hô quán triệt ý niệm, Liệt Sơn Vương hít sâu một hơi, đem tâm tình áp chế xuống, ánh mắt dần trở nên lợi hại, tuy nói là biết đối thủ cực kỳ khó giải quyết, nhưng hắn dầu gì cũng là cường giả thành danh trong Đại La Thiên vực đã lâu, không có khả năng mất hết ý chí chiến đấu linh lực bằng bạc tỏa ra, từ Liệt Sơn Vương, cách thất phẩm chí tôn chỉ còn một bước, bất quá một bước ngắn ngủn, so với Tu La Vương là có chênh lệch không nhỏ. Đông, Liệt Sơn Vương bàn tay nắm chặt, một thanh khai sơn cự phủ búa á màu đỏ sẫm liền xuất hiện trong tay, Cự phủ hiển nhiên là một thanh thần khí không tệ. Đối mặt với cường địch mạnh như thế, Liệt Sơn Vương không có khả năng chơi ngông như Tu La Vương, hung hãn trực tiếp dùng thiết quyền nghênh đón địch. Liệt Sơn Vương bạo lướt tới ý đồ đánh phủ đầu, xuất hiện ở trên huyết ma long, cự phủ chém xuống. Liệt Thiên thần thuật, Liệt Thiên trảm. Thanh âm tràn đầy sát khí, quang phủ khổng lồ to mấy trăm trượng khổng lồ gào thét xuống, chỗ hào quang xẹt qua, không gian đều bị xé thành từng đạo vết rách. Liệt Sơn Vương biết rõ huyết ma long cường đại, cho nên vừa ra tay căn bản cũng không có ý định thử sức, toàn lực thi triển sát chiêu. Ầm ầm, đạo quang phủ mạnh mẽ phảng phất Phật quang, mang theo khí thế bài sơn đảo hải, hung hăng bao trùm lên huyết ma long. Mọi người hai mắt vào lúc này đều nhíu lại. Bụi bặm tan đi, mọi người chăm chú nhìn vào nơi huyết ma long đột nhiên co rụt lại, Liệt Sơn Vương khuôn mặt càng tối thui. Huyết Ma Long y vẫn đứng sừng sững, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, hiển nhiên là dùng hai tay đỡ đòn của Liệt Sơn Vương. Mặc dù cứng rắn nhận lấy một kích này, chỗ cánh tay huyết ma long chỉ xuất hiện một chém sâu hơn nữa huyết quang trong vết thương lưu chuyển dùng một loại tốc độ khôi phục kinh người mà liền lại huyết ma long thân thể không chỉ mạnh mẽ mà còn có năng lực phục hồi cường đại kinh người chư vương đều là cười khổ lắc đầu huyết ma long quả thật là khó gặm nếu như đổi lại tu la vương có lẽ còn đánh được một trận còn liệt sơn vương mà nói dù sao vẫn là kém một bước chết tiệt liệt sơn vương sắc mặt âm trầm hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng rồi sau đó nắm chặt cự phủ, linh lực trong cơ thể bạo động trào dâng. Hắn muốn thử xem, cái con hung thú chết tiệt kia mạnh cỡ nào. Liệt Sơn Vương, lui đi, ván này chúng ta bỏ. Ngay tại Liệt Sơn Vương định dốc sức liều mạng đánh cược một lần, thanh âm mạn đà la từ bên ngoài truyền đến. Nghe được thanh âm mạn đà la, Liệt Sơn Vương khẽ giật mình, không cam lòng cắn. Răng một cái, cầm chặt cự phủ bàn tay nới lỏng, sắc mặt đen tối xoay người lướt khỏi đài chiến đấu. Hắn biết, hắn có đem hết toàn lực, phần thắng cũng không lớn, thậm chí nếu như miễn cưỡng, rất có thể bị trọng thương. Mà theo Liệt Sơn vương lướt đi, huyết ma long trên thân thể có hào quang nở rộ, chợt lại lần nữa phóng lên trời, đáp xuống đỉnh cột đá, hóa thành một bộ pho tượng như cũ. Liệt Sơn vương sắc mặt có chút xấu hổ nhìn về phía Mạn Đà La, nói: "Thuộc hạ vô năng." Mạn Đà La phất bàn tay, nói: "Cái này trách không được ngươi, nếu nghĩ địa chí tôn bí tàng dễ dàng như thế, thì quá coi thường vị đệ tứ điện chủ kia rồi." ha ha, lúc này chẳng qua là mới thua trận đầu mà thôi. Thiên Thứ Hoàng cũng là cười nói, chỉ cần chúng ta có thể lại thắng 3 trận, vực chủ có thể cưỡng ép phá trận. Tuy rằng chúng ta thất bại nhưng cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất huyết ma long kia xuất hiện nữa. Mạn Đà La gật đầu, nói, từ quy tắc mà xem ra, tựa hồ bất luận là người khiêu chiến hay người bị khiêu chiến, đều chỉ xuất trận một lần, bất luận thắng bại, cho nên huyết ma long về sau không xuất hiện nữa. Chư Vương nghe vậy, cũng là có chút thở dài một hơi, dù sao Tu La Vương không thể ra tay, trong bọn họ hoàn toàn không có người có thể chống lại huyết ma long. Mục Trần thở dài một tiếng, nếu như lúc này hắn có quân đội, có thể mượn chiến ý lực lượng có thể cùng huyết ma long đánh một trận, đáng tiếc, hiện tại hắn chỉ có mỗi thực lực của bản thân. Tiếp theo còn có 8 trận khiêu chiến. Các ngươi ai lên trước? Mạn Đà La lại lần nữa nhìn về phía còn lại Chư Vương, chậm rãi nói. Còn lại Chư Vương liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, Huyết Ưng Vương tiến lên một bước, trầm giọng nói cái này trận thứ ba để thuộc hạ thử xem tuy rằng bọn hắn đều hiểu tám trận khiêu chiến cũng sẽ không đơn giản nhưng thân là cao tầng đại la thiên vực thời điểm bọn hắn hiển nhiên không có khả năng lùi bước cho nên bất kể như thế nào bọn hắn đều động thân mà ra bằng không thì không vào được bên trong bí tàng dẫn đến việc linh thần dịch của đệ tứ điện chủ rơi vào tay các thế lực khác như vậy đối với đại la thiên vực mà nói không hay chút nào hưu u u Huyết Ưng Vương có chân phóng vút lên đài, mà theo Huyết Ưng Vương lên đài, cổ điện phát chấn động, một pho tượng nhanh chóng phục sinh, cuối cùng mang theo sát khí đã rơi vào trên chiến đài. Đó là Thiên Long Hùng, lục phẩm chí tôn, thực lực có thể bạt sơn. Mạn Đà La nhìn đối thủ của Huyết Ưng Vương, chậm rãi nói: "Không biết phần thắng của Huyết Ưng Vương như thế nào?" Thiên thứ Hoàng nhíu mày, nói: "Mạn Đà La rủ mắt xuống, trong lòng thở dài. Cả hai đều là lục phẩm trí tôn, nhưng tên kia lại là thể chất thần thú." so với huyết ưng vương chỉ có mạnh chứ không yếu hơn. Nên nàng cũng không đặt hy vọng quá nhiều nơi huyết ưng vương mà, cũng hoàn toàn chính xác chính như mạn đã la đoán trước, trên chiến đài giao phong từ lúc bắt đầu đã diễn ra kịch liệt, song phương công thủ đều có, theo thời gian kéo dài, huyết ưng vương dần dần yếu thế cuối cùng lộ ra sơ hở, bị thiên long hùng một trưởng cứng rắn đánh bay ra ngoài. Trận thứ ba, huyết ưng vương bại, mà phía sau huyết ưng vương, chư vương bắt đầu nóng máu, thất bại liên tục cũng đả kích ngạo khí của bon hắn nhưng giận thì giận không thể không thừa nhận thực lực của thập đại hung thú đích thật so với chư vương mạnh hơn một bậc điểm này trong lần giao thủ tiếp theo rõ ràng có thể nhận thấy trận thứ tư linh kiếm vương ra tay đối mặt tam đầu ma mãng lại bại thứ năm băng hà vương ra tay đối mặt u minh linh khuyển lại bại liên tục bốn trận bại đại la thiên vực toàn bộ chiến bại duy có trận đầu tu la vương tạm thời thủ thắng trong đại điện cổ xưa bên ngoài chiến đài chư vương thần sắc đều khó coi bốn trận thất bại liên tục, làm cho bọn hắn sắc mặt như có lửa đốt. Mạn Đà La nhìn qua một màn này, cũng là khẽ thở dài một tiếng, bất quá nàng cũng không trách cứ, chỉ nói, không cần quá mức lo lắng, nếu như cuối cùng chúng ta đều thất bại, ta liền cưỡng ép ra tay phá trận. Nghe được Mạn Đà La có thể cưỡng ép phá trận, đám người mục trần lại không có gì vui mừng, bởi vì bọn họ cũng biết, mặc dù Mạn Đà La có thể cưỡng ép phá trận, tất nhiên đối với nàng sẽ tạo thành tiêu hao không nhỏ, đến lúc đó gặp mặt các thế lực khác, khó đảm bảo bọn kia không thừa gió bẻ măng, cũng có nghĩa là toàn quân bị diệt. Cho nên, bọn hắn nhất định tận khả năng trợ giúp Mạn Đà La, bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi tìm thấy linh thần dịch. Mục Trần nhìn chằm chằm vào pho tượng đồng xanh trên cột đá, bàn tay chậm rãi nắm chặt, bất quá, ngay tại lúc hắn định bước lên, Cửu U đã tiến lên trước. "Vực chủ, cái này thứ sáu trận, để ta thử." Cửu U nhìn về phía Mạn Đà La, nói. Mạn Đà La nhìn nhìn Cửu U, có chút trầm ngâm, nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu không địch nổi, liền lui về, ta có biện pháp phá trận. Cửu U liếc mắt nhìn Mục Trần một cái, còn không đợi hắn nói cái gì, thân thể mềm mại biến mất, trực tiếp xuất hiện ở trên chiến đài, thứ sáu trận, Cửu U xuất chiến. Chương 927, Cửu U ra tay. Lúc thân ảnh Cửu U xuất hiện trên chiến đài, lại lần nữa có pho tượng bị kích hoạt, rồi sau đó một đạo thân ảnh cường trắng sát khí trùng trùng điệp điệp ngút trời, mà hạ thấp, đã rơi vào chỗ này trên chiến đài, Mục Trần đám người ánh mắt nhanh chóng nhìn qua. Đạo thân ảnh kia, cường tráng như tháp, thân thể của nó kim quang sáng chói, giống như tạo thành từ hoàng kim, có cảm giác đánh đầu thắng đó. Đầu của nó là một đầu sư tử, hơn nữa đầu sư tử, đồng dạng cũng là hoàng kim, duy có đôi mắt màu đỏ như máu. Lúc đạo thân ảnh này, một cỗ hung sát chi khí cương mãnh, chính là tràn ngập ra. Một trong thập hung thú, hoàng kim ma sư, mạn đà la nhìn thoáng qua thân ảnh hoàng kim, chậm rãi nói, hung thú này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thật thực lực chỉ sợ so với trước những tên trước hung hãn hơn một phần. Chư vương nghe vậy, ánh mắt cũng là nhịn không được ngưng tụ. Bất quá bản thể cửu u chính là cửu u minh tước, thần thú huyết mạch so với hoàng kim ma sư chỉ mạnh hơn không yếu, một khi chính thức động thủ, cũng không chắc sẽ rơi vào thế hạ phong. Mạn Đà La nhẹ nhàng gật đầu, nói, cửu u chính là thiên tài trong cửu u tước nhất tộc, trẻ tuổi như thế đã tiến hóa thành cửu u minh tước, trong cửu u tộc cũng hiếm thấy, tương lai nếu gặp cơ duyên thỏa đáng, có thể phá tan xiềng xích hạn chế. Thức tỉnh bất tử điều huyết mạch thiên thứ hoàng cũng là gật gật đầu, nói. Chư vương bọn hắn nghe vậy đều là âm thầm tặc lưỡi, bất tử điều chính là siêu cấp thần thú trong đại thế giới, trên thần thú bảng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách, mà những thần thú từng tiến hóa thành công đến một bước này, ai cũng là cường giả lừng danh trong đại thiên thế giới. Mục trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửu u, hắn cảm thụ được từ người nàng phát ra linh lực cường đại, cũng là có chút cảm thán, nhớ ngày đó hắn giúp cửu u tiến hóa bị xét đánh cháy đen gần chết. Lúc vừa đến Đại La Thiên Vực, một người vừa đặt cảnh giới trí tôn, một kẻ vừa tiến hóa thành thần thú, khó khăn lắm mới có thể cùng ngũ phẩm trí tôn giao phong. Khi đó Mục Trần không ai biết đến, mà cửu u lại đứng cuối trong chư vương, nhưng có lẽ ai cũng chưa từng ngờ tới. Hai năm ngắn ngủi, thiếu niên tầm thường được phong vương, cửu u thực lực cũng là tinh tiến đến rồi lục phẩm trí tôn. Tuy nói Mục Trần có vẻ tiến bộ nhanh hơn cửu u, nhưng cửu U chính là thần thú, thần thú tu luyện cùng nhân loại có chút bất đồng. Bọn hắn bình thường tiến triển chậm chạp, một ngày kia đột phá gông cùng xỉng xích, tốc độ trưởng thành, đủ để cho người líu lưỡi. Một năm qua, phần lớn thời gian cửu U đều khổ tu, người khác có lẽ không biết, nhưng mục trần rõ ràng, thực lực cửu U lúc này. Trong trừ vương, ngoại trừ tu la vương cùng liệt sơn vương có thể áp đảo nàng, những người còn lại ai cũng làm không được điểm này trận chiến. Hôm nay có lẽ địa vị của cửu U sẽ thay đổi trên chiến đài. Cửu U nhìn về phía đạo thân ảnh Hoàng Kim, ánh mắt trở nên lợi hại, bọn họ đã bại 4 trận, nói cách khác, 5 trận còn lại phải thắng 3, mới có thể phá trận mà ra. 5 trận thắng 3 trận, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên nếu như trận này nàng còn thua tiếp, như vậy tỷ lệ trở nên cực thấp. Cho nên trận chiến này, nàng không được thua. Cửu U hít một hơi khí lạnh, bàn tay như bạch ngọc nắm chặt, một thanh hắc vũ trường kiếm hiện ra, trên trường kiếm ngọn bất tử hỏa đang bốc cháy oanh, Hoàng Kim Ma Sư 2 mắt đỏ ngầu phóng đến, nó không chờ cửu u phát động thế công, mà là trực tiếp ra tay. Hoàng kim sáng chói bạo phát đi ra, hoàng kim ma sư bản chân đạp mạnh, âm thanh xé gió lên, liền xuất hiện trước mặt cửu u, sau đó hoàng kim thiết quyền không chút lưu tình trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một quyền rơi xuống, không khí chấn bạo, các loại áp lực trực tiếp chấn vỡ sàn nhà, có thể thấy được, một quyền của hoàng kim ma sư có bao nhiêu sức mạnh bao nhiêu hung hãn. Hoàng kim quang mang tràn ngập ánh mắt, Cửu U đôi mắt đẹp cũng là hơi rét, Hắc Vũ Trường trong tay giơ lên trước người, đem Hoàng Kim chi quyền ngăn cản. Keng, âm thanh khô khốc vang lên, Hắc Vũ Trường kiếm bị một quyền nện đến cong queo, nhưng vẫn chưa gãy. Xùy xùy, tử viêm hừng hực dâng lên dính vào kim quyền, nhất thời, tiếng xèo xèo vang lên, nắm đâm của Hoàng Kim Ma Sư, đúng là vào lúc này trở nên ảm đạm một ít. Hoàng Kim Ma Sư phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bất tử hòa hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Giống Cảm giác nóng cháy thiêu đốt từ trên nắm tay truyền đến, cũng là dẫn tới Hoàng Kim Ma sư nổi giận gầm lên một tiếng, quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đúng là một quyền đem Cửu U chấn động bắn ngược trở ra. Leezz, VKTF. Âm thanh gì đây? Lúc Cửu U bắn ngược trở ra, linh lực bằng bạc sau lưng đột nhiên ngưng tụ, trong lúc mơ hồ biến thành một đạo Cửu U minh tước cực lớn, Cửu U minh tước dường như triển khai hai cánh, một loáng sau tử viêm hắc vũ lập tức phô thiên cái địa mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp bao phủ lấy Hoàng Kim Ma Sư. Những hắc vũ này, toàn bộ đều là bản thân linh lực cửu u ngưng tụ biến thành, đủ để xuyên kim liệt thạch. Đặc biệt là hôm nay có bất tử hỏa bá đạo, uy lực của nó càng là cường hãn khó lường. Coi như là ngang cấp lục phẩm trí tôn cũng không dám lòng mang khinh thường. Giống, Hoàng Kim Ma Sư đồng dạng kiên kỵ uy lực bất tử hỏa, gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, rồi sau đó hào quang Hoàng Kim từ trong thể nội tràn ngập ra, cuối cùng biến thành một cái chuông lớn đem hắn bảo hộ ở trong đó cái chuông toàn thân luân chuyển sắc màu hoàng kim, nhìn như không thể phá vỡ, hiển nhiên là cái này thủ đoạn hộ thân của hoàng kim ma sư. Keng, keng, tử viêm hắc vũ bắn mạnh vào chuông vàng phát ra những âm thanh giòn tan, chỉ thấy cái chuông kia vặn vẹo dao động, không có vẻ gì sắp vỡ, gia hỏa này phòng ngự thực mạnh mẽ, cửu u vương nàng. Huyết ưng vương đám người nhìn thấy một màn này, lập tức mày nhăn lại. Thế công của cửu U dường như hoàn toàn không phá được phòng ngự Hoàng Kim Ma Sư, hơn nữa tiếp tục như vậy còn có thể tiêu hao đại lượng linh lực, đến lúc đó một khi bị hoàng kim ma sư nắm được sơ hở chỉ sợ một lần hành động định thắng bại bất quá khi bọn hắn nhíu mày giữa mạn đà la nhìn chằm chằm vào trên chiến đài đôi mắt đột nhiên có chút sáng ngời mục trần đồng dạng cũng phát hiện ánh mắt di động chính là nhìn thấy hắc vũ phô thiên cái địa bao phủ bất chi bất giác chung quanh chỗ hoàng kim ma sư đã cắm đầy hắc vũ những hắc vũ này đều có tử viêm thiêu đốt hơn nữa nhìn hắc vũ có vẻ lộn xộn nhưng mục trần nhờ vào sự nhạy cảm của một linh trận sư từ bên trong lộn xộn đã nhận ra một ít chấn động khác thường. Keng keng, thế công dồn dập đã đến lúc ngừng lại, đợi đến một cây hắc vũ cuối cùng bắn xuống, hoàng kim chuông cũng lung lay vỡ nát ra. Hoàng kim chuông vỡ ra, thân ảnh hoàng kim ma sư tràn ngập sát khí, đứng sừng sững tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu tập trung vào cửu u, trên khuôn mặt dữ tợn phẳng phất như đang cười. Thế công cường hãn của cửu u đã hết, kế tiếp nó sẽ thi triển thế công cuồng bạo như lôi đình, đem đối thủ này xé rách thành từng mảnh. Giống, Hoàng Kim Ma Sư hai tay vỗ vỗ vào ngực, hai ZZZ sư tử mà thích làm khỉ đột, lập tức có tiếng động lớn vang dội, kim quang sáng chói, cũng là phô thiên cái địa bạo phát đi ra, toàn thân nó linh lực vào lúc này trở nên cực đoan cuồng bạo. Bất quá, ngay lúc Hoàng Kim Ma Sư định phát động thế công, trên khuôn mặt lãnh diễm của cửu U, khẽ nhách môi cười, rồi sau đó nàng hai tay đột nhiên kết ấn. Hừng hực, cửu U ấn Pháp vừa mới kết thành trong nháy mắt đó, vô số hắc vũ bừa bãi xung quanh Hoàng Kim Ma Sư, Đột nhiên lăng không bốc cháy lên, rồi sau đó hừng hực tử viêm gào thét, đúng là tại trong khoảnh khắc biến thành một đạo hỏa lô màu tím, đem hoàng kim ma sư bao phủ tại trong đó. Bất tử viêm lô. A, à, ngay lúc hỏa lô màu tím vừa mới thành hình, hoàng kim ma sư lập tức phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, chỉ thấy thân hình nó giống như đang bị hòa tan. Mà mặt đất chỗ hỏa lô màu tím, đồng dạng bởi vì cỗ này kinh khủng nhiệt độ cao, do đó trở nên khô giáo, cuối cùng đã nứt ra từng đạo khe hở ở ngoài chiến đài chư vương đều nhịn không được lại hít một hơi khí lạnh hiển nhiên bọn họ đều nhận ra cái hỏa lô màu tím đáng sợ nếu như bị giam ở trong đó như bọn hắn thúc giục trí tôn pháp thân chỉ sợ cũng sẽ bị cứng rắn hòa tan bất tử hòa thật không ngờ bá đạo giống hoàng kim ma sư điên cuồng gào thét cuối cùng ý đồ thúc giục linh lực liều chết một trận chiến bất quá cửu u không cho nó cơ hội này bàn tay đột nhiên nắm chặt lập tức tử viêm hỏa lô thu nhỏ lại cuối cùng nổ tung tạo thành một âm thanh vang dội tử viêm phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, tung tóe ra màn sáng chung quanh chiến đài, lập tức đem màn sáng thiêu cháy thành từng trận rung động. Nhiệt độ trong đại điện dường như đều là vào lúc này trở nên nóng rực lên. Cửu U xinh đẹp đứng trên chiến đài, nàng nhìn về phía phía trước, chỉ thấy được hoàng kim ma sư chỗ thân hình sớm đã biến mất mà đi, lưu lại trên mặt đất một bãi chất lỏng hoàng kim. Xùy xùy, chất lỏng hoàng kim cuối cùng vỡ tan, hóa thành hàng ngàn quang điểm màu vàng, tiến vào thân Cửu U, những cái quang điểm màu vàng đương nhiên là tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư. Cửu U lặng lặng đứng trên chiến đài, ước chừng hơn nửa canh giờ sau, lúc này mới chậm rãi dương đôi mắt, ở đằng kia một thoáng cái kia, Mục Trần phát giác được, linh lực Cửu U càng thêm hùng hồn ngưng luyện, hiển nhiên là đạt được chỗ tốt không nhỏ. Đám người huyết ưng vương thấy thế, đều là cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng biết, phần cơ duyên này, Cửu U dựa vào năng lực bản thân đổi lấy, bọn hắn nguyên bản cũng có thể có cơ hội này, đáng tiếc là đều bị đánh đến méo mồm mặc kệ như thế nào, trận thứ 6 bọn hắn đại la thiên vực, cuối cùng là lần nữa đã lấy được thắng lợi. Kế tiếp, bọn hắn còn cần thắng hai trận mới có thể phá vỡ cái phong ấn, tiến vào địa chí tôn bí tàng, nhưng trải qua cái này 6 trận trước, thập vương chỉ còn vẹn vẹn bốn người chưa ra tay, mà bốn người này cũng là yếu nhất trong thập vương. Thật sự có thể lấy được hai trận thắng sao? Chương 928, cuối cùng một cuộc. Thân ảnh mảnh rẻ của Cửu U lướt xuống, lúc này quanh thân tràn ngập chấn động linh lực cường đại, sau khi hấp thụ tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư, thực lực của nàng hiển nhiên cũng là lại có chỗ tinh tiến. Chư vương nhìn cửu u thần sắc đều là tự giác trịnh trọng một tí, đặc biệt đám huyết ưng vương, nhìn về phía cửu u ánh mắt đều cũng có lấy một phần kính trọng tự đáy lòng. Bởi vì trải qua lần khiêu chiến, bọn hắn đã minh bạch, hôm thực lực cửu u sớm đã vượt qua bọn hắn, trong chư vương, có thể áp chế cửu u chỉ còn có tu la vương và liệt sơn vương. Thậm chí, nếu cho cửu u một ít thời gian, chỉ sợ liệt sơn vương sẽ bị nàng vượt qua. Nghĩ tới đây, bọn huyết ưng vương nội tâm nhịn không được có chút cảm thán, nhớ ngày đó cửu u trở thành đại la thiên vực vương, địa vị ngang nhau, bất quá chẳng qua là dựa vào thiên thứ hoàng đề cử, cùng với bối cảnh cửu u tước tộc, đối với cái loại dựa vào bối cảnh và đề bạt vào chức vương, huyết ưng vương bọn hắn tự nhiên là có chỗ khinh thường, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ân oán dây dưa nhiều năm về sau, nhưng trải qua trận chiến này, bọn hắn không thừa nhận cũng không được, cái người bọn hắn đã từng khinh thường, bất chi bất giác đã vượt qua bọn họ, cho nên lúc này trong lòng bọn hắn, khó tránh khỏi có cảm giác phức tạp. Ha ha, cực khổ rồi. Thiên thứ hoàng ngược lại là vui mừng nhìn về phía cửu u, nàng biểu hiện ưu tú, cũng làm cho hắn một phen hãnh diện. Mạn Đà La cũng gật gật đầu, lúc trước cửu u linh hoạt chiến đấu, như xuất kỳ bất ý, nước chảy hoa trôi, thiên thứ hoàng nói không sai, cửu u thiên phú kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng cửu u cười cười sau đó nhìn về hướng bốn vương chưa xuất thủ trong đó là có mục trần trải qua sáu trận nhưng bọn hắn thắng hai trận khoảng cách để phá trận ra cần hai thắng nữa nhưng hiển nhiên đó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng bởi tứ vương còn lại thực lực yếu nhất trong chư vương về phần mục trần nếu như lúc này có quân đội nơi tay hắn dùng chiến ý lực lượng kỳ thật có thể mạnh hơn liệt sơn vương gần với tu la vương nhưng đáng tiếc chính là nơi đây không cách nào vận dụng quân đội cái mục trần có thể dựa vào, chính ngũ phẩm trí tôn thực lực, nhưng nơi này chư vương, hầu như toàn bộ đều là bước chân vào lục phẩm trí tôn, cho nên xem như nói mục trần đứng bét mạn đà là nhíu mày, bốn trận khiêu chiến, sợ rằng cũng khó. Bất quá đến thời điểm này, buông tha là không thể nào, mặc dù biết rõ thất bại tỷ lệ thật lớn, nhưng dù sao cũng phải thử xem. Cho nên ánh mắt của nàng cũng là nhìn về tứ vương. Thiết mãng vương, kim cương vương, hồng nhai vương, cùng với mục trần, Tuy rằng biết rõ phần thắng không lớn, bất quá mạn đà la vẫn là nhẹ phất tay, ý bảo tiếp tục, bất kể như thế nào, dù sao cũng phải thử xem. Bất quá, loại này may mắn tâm tính, hiển nhiên cũng không có làm cho tỷ lệ thắng trở nên cao hơn. Sau cửu U, Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương lần lượt xuất trận, bất quá kết quả như cũ là làm cho trong lòng mọi người trầm xuống. Thiết Mãng Vương, bại, Kim Cương Vương, bại, tuy rằng không ngoài dự định, nhưng lúc kết quả xuất hiện, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên đen tối đi một tí. Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương sắc mặt xấu hổ lui trở về, bọn hắn đối mặt đối thủ thực lực đều muốn mạnh mẽ bọn hắn một bậc, đứng ra đối chiến, bọn họ thật là khó có thể chiếm được. Thượng Phong, địa chí tôn bí tàng này, quả nhiên là khu vực cao nguy. Chỉ mới cửa thứ nhất đã ngăn bước tiến của bọn họ. Trận thứ 9, liền để ta làm a. Nương theo Thiết Mãng Vương cùng Kim Cương Vương thảm bại, Hồng Nhai Vương cũng là hít sâu một hơi, xông lên chiến đài mọi người nhìn qua thân ảnh Hồng Nhai Vương, chỉ có thể thầm than một tiếng hiển nhiên đối với người sau cũng không có ôm bao nhiêu kỳ vọng dù sao bàn về thực lực hồng nhai vương cùng thiết mãng vương bọn hắn cũng chỉ là cùng cấp độ thôi ẩm ẩm lúc hồng nhai vương xông lên đài chiến đấu trong đại điện lại một cây cột đá nổ vang run rẩy lên cuối cùng một đạo hắc ảnh rơi vào trên chiến đài sát khí tràn ngập mọi người ánh mắt lập tức phóng đi chỉ thấy được đạo thân ảnh kia có chút nhỏ gầy nhưng toàn thân ngâm đen giống như là làm bằng hắc thiết bình thường đầu của nó chính là một cái đầu khỉ hắc thiết ma hầu

phát ra tiếng cười quái dị khi tiếng cười vang lên trong một thoáng thân hình của nó nhưng là lập tức biến mất tốc độ nhanh thật đại la thiên vực chư vương cả kinh thất thanh nói bang ngay bọn hắn vừa dứt lời trên chiến đài hồng nhai vương thân thể như là bị trọng kích bắn ngược trở ra trên hai tay xuất hiện một đạo vết cào thật sâu nhìn thấy xương máu tươi chảy dòng chít chít hắc thiết ma hầu quỷ mị xuất hiện ở vị trí trước đó của hồng nhai vương nó phát ra bén nhọn tiếng cười một loáng sau lại lần nữa hóa thành hắc quang biến mất đi bang 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 chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hồng nhai vương lâm vào cảnh chật vật đối mặt với hắc thiết ma hầu xuất quỷ nhập thần hồng nhai vương triệt để rơi vào thế hạ phong hắn toàn thân đều là vết thương máu tươi hầu bao bọc cả người nhìn thấy màn này hầu như tất cả mọi người đã triệt để mất đi tin tưởng bất quá lúc mọi người cười khổ thất vọng ánh mắt đang quan sát trận chiến của mạn đà la hảo quang lóe lên Nàng phát giác được, tuy rằng Hồng Nhai Vương đang chịu trận, nhưng Hồng Nhai Vương đối với phòng ngự rất am hiểu, không có thương thế nào gọi là chí mạng. Hơn nữa, Mạn Đà La còn mơ hồ phát giác được, tựa hồ là có một cỗ cuồng bạo linh lực đang tại điên cuồng ngưng tụ trong người Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng là đang âm thầm chờ đợi cơ hội, ẩn nhẫn bậc này cũng không phải phàm nhân. Oanh, lại một cái trọng kích, Hồng Nhai Vương bắn ngược ra tầm 10 trượng, không đợi hắn phục hồi tinh thần một cái mặt khỉ dữ tợn liền xuất hiện ở trước mặt. Hàn quang xẹt qua, chỉ thấy móng vuốt hắc thiết ma hầu hung hăng đâm vào lồng ngực Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương chợt giơ tay lên, ý đồ dùng tay ngăn cản. Phập, máu tươi bắn tung tóe, móng vuốt hắc thiết ma hầu giống như mũi kiếm cắm vào bàn tay Hồng Nhai Vương, bất quá cũng lúc đó khuôn mặt của Hồng Nhai Vương chợt nhe răng cười dữ tợn. Trên bàn tay còn lại của hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng hội tụ, ngắn ngủn trong chốc lát, ngưng tụ ra rồi một tòa lớn cỡ bàn tay núi cao. Núi, cao cỡ bàn tay. Đúng là văn chương cõi trên tòa núi nhỏ cực kỳ tinh xảo do Hồng Nhai Vương áp xúc linh lực bản thân hội tụ thành, một cỗ chấn động đáng sợ phát ra, không gian dập dờn. Nghiệt xúc đến lượt ta đến rồi. Hồng Nhai Vương lạnh lạnh cười, một quyền như thiểm điện đấm ra nhắm vào đầu Thiết Hầu. Chi, cảm nhận được một kích này khủng bố, Hắc Thiết Ma Hầu vội vàng định thi triển tốc độ tránh né, nhưng ngay lúc này, nó phát hiện móng vuốt không cách nào rút ra, huyết nhục trên cánh tay Hồng Nhai Vương tự như keo cả bàn tay nắm chặt lấy ma chảo của thiết hầu khiến nó không thể nào rút ra được. Tốc độ hắc thiết ma hầu, trực tiếp bị loại bỏ. Bốp, thiết quyền của hồng nhai vương gào thét mà đến, không chút do dự hung hăng oanh tạc vào đầu hắc thiết ma hầu, chỉ nghe một tiếng bốp, đầu nó nổ tung như dưa hấu. Một phát chết luôn thân thể hắc thiết ma hầu ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành quang điểm đầy trời phiêu tán ra, liên tục tràn vào thân thể hồng nhai vương. Bên ngoài chiến đài, chư vương đều trợn mắt há mồm cục diện xoay chuyển, ai cũng không nghĩ tới, Hồng Nhai Vương chật vật như thế, nhưng là trực tiếp ẩn nhẫn đến thời khắc cuối, rồi dùng phương thức hung hãn, một kích đả bại Hắc Thiết Ma Hầu trên chiến đài. Hồng Nhai Vương hấp thu tinh hoa linh lực xong, lúc này mới lảo đảo rơi xuống đài chiến đấu. Mạn Đà La phất tay, linh lực hóa thành tấm lụa đón lấy. Hiển nhiên, mặc dù hắn lực phòng ngự siêu cường, nhưng bị Hắc Thiết Ma Hầu điên cuồng công kích, hắn cũng là đạt đến cực hạn. May mắn không làm nhục mệnh. Hồng Nhai Vương khó khăn nhếch miệng cười cười. Khổ cực cho ngươi rồi, Mạn Đà La khẽ cười, trận này thắng lợi hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bất quá điều này cũng có ít nhiều may mắn. Hắc Thiết Ma hầu am hiểu tốc độ, nhưng lực công kích lại yếu. Nếu đổi lại một hung thú khác, chỉ sợ hắn lúc này đã không còn sức nói chuyện. Trò chơi này dừng ở đây a, à, tiếp theo ta sẽ phá nó. Mạn Đà La hàn ý bắt đầu khởi động, cái cảnh đứng nhìn xem thủ hạ ở trước mặt mình dốc sức liều mạng tranh đấu, chính mình không thể can thiệp, đã bắt đầu làm nàng tức giận. Coi như là thật sự sẽ tạo thành tiêu hao thật lớn nàng hôm nay cũng phải đem cái này đại môn cứng rắn này phá nát ra. Mạn Đà La tiến lên, trong lòng bàn tay, linh lực nhanh chóng hội tụ đến. Bất quá, sắp sửa ra tay lúc, một đạo thân ảnh bên cạnh xẹt qua, sau đó cầm cánh tay của nàng, đem linh lực ngăn lại xuống. Vực chủ thân là đại vương, người cũng không nên cướp đoạt quyền lợi của ta Mục Trần mỉm cười, hắn biết Mạn Đà La là không muốn lại để cho hắn đi làm chuyện vô ích, nhưng ở thời điểm này, thân là mục vương của Đại La Thiên Vực, hắn hiển nhiên là không thể nào lùi bước đấy. Ngươi, mạn đà la khẽ giật mình, nàng nhìn vào con mắt mục trần, ánh mắt như trước sáng ngời, trong đó thập phần kiên nghị, ánh mắt của hắn làm cho nàng minh bạch, hắn có thể một đường đi đến hiện tại, cũng không phải là dựa trốn tránh. Mạn đà la bàn tay nhỏ bé chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, cẩn thận một chút, nếu không địch nổi, thì lui về. Mục trần cười gật đầu, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xông lên trên chiến đài, rồi sau đó nhìn về phía cột đá, thân hình thẳng tắp, giống như một thanh ra khỏi vỏ thần thương, nhuệ khí ngút trời. Có thằng nào xài thương mà có vỏ thương không trời, trận cuối, để ta xem một chút, cái gọi là thập hung. Thú, có đánh thắng được vai chính như ta không? Chương 929, thập hung thú, thiên long hổ. Thân ảnh mục trần đứng thẳng tắp trên chiến đài, nhuệ khí lộ ra, đây là trận khiêu chiến thứ 10, cũng là trận mấu chốt. Nếu như mục trần có thể thủ thắng, như vậy Mạng đà la có thể thuận lợi phá trận, nếu như bằng không thì mạng đà la cũng chỉ có thể cưỡng ép phá trận nói như vậy tất nhiên sẽ tiêu hao không nhỏ cái này nếu như tại về sau cùng chủ nhân các thế lực khác tranh đoạt linh thần dịch sẽ rơi vào thế hạ phong mà điểm này đối với đại la thiên vực mà nói không thể nghi ngờ sẽ là đà kích có tính chất hủy diệt bởi vậy bất luận như thế nào bọn hắn đều phải để cho mạng đà la bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi chính thức tranh đoạt linh thần dịch cho nên cuộc chiến đấu này của mục trần rất là trọng yếu bên ngoài chư vương nhìn qua mục trần sắc mặt cũng là một mảnh ngưng trọng tuy nói bọn hắn cũng hiểu mục trần muốn thắng trận khó thế nào nhưng trong mơ hồ ở sâu trong nội tâm nhưng là cất giấu một tia hy vọng mà nguồn gốc cái tia hy vọng kìa là vì mục trần suốt quảng đường đến đây đã không ít kỳ tích tại vẫn lạc chiến trường chư vương ba lần bốn lượt chứng kiến mục trần ngăn cơn sóng dữ sáng tạo kỳ tích cho người rung động mà ai cũng không thể cam đoan loại này kỳ tích lúc này đây có thể hay không lại lần nữa xuất hiện ầm ầm không lâu sau, đại điện cổ xưa lại lần nữa rung lên, tầm mắt của mọi người nhanh chóng tập trung tại đỉnh một cây cột đá. Pho tượng chỗ đó toàn thân đồng xanh nhanh chóng bong ra từng mảng, cuối cùng một đạo thân ảnh giống cột sắt cao thét hạ xuống, đáp xuống trên chiến đài, lực trùng kích đáng sợ trực tiếp làm cho đài chiến đấu kịch liệt chấn động. Một cỗ hung sát chi khí đáng sợ, giống như thực chất từ đạo thân ảnh khuếch tán ra, làm lòng người kinh hãi. Bên ngoài chiến đài, ánh mắt mọi người đều phóng đến, gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia chỗ đó sát khí dần dần thu liễm, đạo thân ảnh kia cũng là trở nên rõ ràng. Đạo thân ảnh kia toàn thân phủ đầy long lân tối tăm, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực như cự long say ngủ trực chờ bạo tạc nổ tung, đầu hổ dữ tợn tràn đầy sát khí cùng cảm giác áp bách dữ dội, nhưng ở trên trán lại có long giác tối tăm chui ra hàn quang bắt đầu khởi động. Thiên Long Hổ, Mạn Đà La nhìn chằm chằm vào đạo kia áp bách thân ảnh, đôi mắt hoàng kim cũng là có chút ngưng tụ, Thiên Long Hổ tại thượng cổ thiên cung rất là có hung danh, nghe nói như vậy thân thể hung thú chảy xuôi thiên long huyết mạch mà thiên long tộc tại trong long tộc gần với chân long gần như là đứng vào hàng ngũ siêu cấp thần thú tuy nói thiên long hổ có thiên long huyết mạch không nồng hậu dày đặc nhưng đủ để khiến được nó có được thực lực đáng sợ lần này mục trần gặp phải đối thủ khó nhằn tu la vương cử u đám người đồng dạng là vào lúc này phát giác được cảm giác áp bách của thiên long hổ trong lòng đều có chút trầm xuống thực lực thiên long hổ hẳn là ở vào lục phẩm trí tôn lại phối hợp với hung uy sợ là huyết ưng vương bọn họ đều cảm thấy không bằng. Mà loại đối thủ này, bằng vào ngũ phẩm trí tôn thực lực của Mục Trần, thật có thể thắng sao? Giống, lúc trong lòng mọi người tâm thần bất định, trên chiến đài Thiên Long Hổ mãnh liệt phát ra tiếng hổ gầm, sóng âm quét ra, không gian bởi vì sóng âm trùng kích mà trở nên chấn động. Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái khí thế kinh người của Thiên Long Hổ, cũng là hít sâu một hơi, đối mặt với loại này đối thủ, hắn đồng dạng là không dám ôm lấy chút nào khinh thường, tâm thần mục trần khẽ động hai mắt hắn nhanh chóng trở nên giống như hắc động thâm sâu hắc ám nét mặt hắn cũng trở nên hờ hững vô thượng tâm ma kinh tiểu tâm ma trạng thái cùng lúc đó linh lực hùng hồn chấn động quanh thân bắt đầu trở nên nội liễm nếu như nói lúc trước mục trần như núi lửa cuồng bạo thì bây giờ trở thành một vòng xoáy nước trên biển rộng nhìn trầm lắng mà nguy hiểm đám người liệt sơn vương nhìn linh lực quanh thân thể mục trần biến hóa đồng tử nhịn không được co rụt lại khống chế linh lực tinh diệu như thế bọn hắn không làm được hắn khống chế linh lực thật xảo diệu. Tu La Vương trầm giọng nói, dưới sự khống chế linh lực tinh diệu, mặc dù là linh lực giống nhau, có thể bạo phát ra uy lực, nhưng không thể so sánh nổi. Mục Trần có thể nhiều lần chiến thắng đối thủ mạnh hơn hắn, đích thật là có cơ sở để tự tin. Oanh, trong nháy mắt tại Mục Trần thúc dục trạng thái tiểu tâm ma, Thiên Long Hổ dường như cũng nhận ra Mục Trần linh lực biến hóa, gầm nhẹ một tiếng, bàn chân đạp mạnh đem phiến đá dưới chân chấn cho dạn nứt, mà thân hình trực tiếp xuất hiện ở phía trước Mục Trần một quyền tung ra, linh lực cuồn cuộn gào thét, ngưng tụ đã thành một đầu mãnh hổ gào thét như là bôn lôi bắn tới Mục Trần. Mục Trần màu dưới chân khẽ động, thân hình nhanh chóng lùi lại, tránh được quyền phong cương mãnh, bất quá quyền phong dư kình, đem bả vai hắn chấn ra một đạo vết máu. Hai đạo thân ảnh giao thoa như chớp, Mục Trần song chỉ như là một cây trường thương, linh lực quán chú, chỉ phong kéo lê nhất đạo dấu vết trong không gian, tàn nhẫn mà đâm tới cổ họng Thiên Long hổ. Công kích của Mục Trần nhanh như bôn lôi, Bất quá, Thiên Long Hổ tuy thần trí đã tiêu tán, khi còn sống cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu ngấm vào trong xương tủy, lúc này hổ trưởng như thiểm điện thu hồi, chặn ngay trước cổ họng. Keng, mục trần chỉ điểm lên hổ trưởng, giống như là kim loại đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Long Hổ nhe răng cười một tiếng, hổ trưởng phản đòn, một phát bắt được cổ tay mục trần, lực lượng đáng sợ bạo dũng mà ra, muốn đem cánh tay mục trần kéo đứt. Bành, bất quá vào lúc này nhất đạo thối phong lăng lệ ác liệt gào thét mà đến, mang theo bảng bạc linh lực, lướt nhanh phía dưới, không gian chấn động, nhắm vào đầu thiên long hổ. Thế công như vậy, đã cắt đứt tiết tấu của thiên long hổ, hổ trưởng vung lên ngăn cản, mà mục trần thì là mượn dư chấn của hổ trưởng kia, thân hình phóng lên trời, bàn tay nắm chặt, đại tu di ma trụ hiện mà ra, rồi sau đó linh lực quán trú, ma ảnh cực lớn trực tiếp là đem thiên long hổ bao phủ tại phía dưới. Đại tu di ma trụ gào thét hạ xuống, thiên long hổ thì là gào thét lên tiếng, chỉ thấy chỗ chán long giác tối tăm đột nhiên bộc phát ra hắc mang, long giác đón gió tăng vọt, trực tiếp cùng đại tu di ma trụ đối cứng. Đông, tiếng động lớn vang dội, sóng xung kích tàn sát bừa bãi ra, trên chiến đài, sàn nhà từng khối bị chấn vỡ ra. Mục Trần bị sóng xung kích chấn động bắn ngược trở ra, bàn chân bám lấy mặt đất trượt dài mấy chục thước rồi ổn định, hắn nắm chặt đại tu di ma trụ trong tay, lòng bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, có máu tươi chảy xuống hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngọn nguồn sóng xung kích, chỗ đó, Thiên Long hổ đứng sừng sững, mắt hổ đỏ thấm hung tàn, nhìn hắn chằm chằm. Chư Vương nhìn không chớp mắt. Trận chiến đấu này, lúc trước Mục Trần cùng Thiên Long hổ giao phong, song phương thế công đều tàn nhẫn, hơn nữa xảo trá cực kỳ, bất quá trong ngắn ngủi giao phong, vẫn là Mục Trần chịu lỗ. Bất kể thế nào, Thiên Long hổ thực lực lục phẩm chí tôn, nếu như đổi lại ngũ phẩm chí tôn bình thường, chỉ sợ hắn đã bóp chết từ sớm cũng chỉ có tên mục trần biến thái này mới có thể dựa vào ngũ phẩm trí tôn thực lực, cùng thiên long hổ giao thủ. Nhưng vẫn là như trước, hiển nhiên không có khả năng chiến thắng thiên long hổ, lấy được thắng lợi cuối cùng quanh. Trong lúc ý niệm chuyển động trong đầu mọi người, trên chiến đài, đại tu di ma trụ đột nhiên rời khỏi tay mục trần, đón gió tăng vọt, giống như kình thiên nhất trụ nhằm vào đầu thiên long hổ trấn áp mà xuống. Giống, thiên long hổ một tiếng hổ gầm, đuôi cọp sau lưng giống như là roi thép cũng là đón gió tăng vọt hóa thành trăm trượng, hất lên phía trên liền đem đại tu di ma trụ đánh bay đi. Bất quá ngay tại lúc thiên long hổ đánh bay đại tu di ma trụ, nhất đạo long tượng tể khiếu thanh âm, mãnh liệt từ phía trước vang vọng dựng lên, chỉ thấy mục trần lăng không, sau lưng không gian vạn vẹo, trí tôn hải dập dờn. Ngay sau đó tám đạo hào quang mãnh liệt mãnh liệt bắn mà ra. Ôm, ụm bò, ò, à, lạy chúa, rồng ngâm đấy bà con, tám đạo hào quang lao ra, phát ra long ngâm giống như tiếng bò giống, mọi người tập trung nhìn vào tám đạo hào quang rõ ràng là bốn đầu cự long cùng với bốn đầu cự tượng đạp không mà đứng chuẩn đại viên mãn thần thuật cửu long cửu tượng thuật bốn long bốn tượng vừa ra lập tức linh lực đáng sợ chấn động phóng lên trời bậc này chấn động huyết ưng vương đám người mí mắt đều là hơi nhảy hiển nhiên bọn hắn cũng biết được mục trần rút cuộc đã thi triển bản lĩnh còn ẩn giấu bốn long bốn tượng sao cửu u đôi mắt lóe lên nàng tự nhiên là biết mục trần tu luyện cửu long cửu tượng thuật Bất quá đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy Mục Trần, có thể đồng thời thi triển ra bốn long bốn tượng. Bất quá, giữa lúc Cửu U đang chớp mắt, chỉ thấy trên không trung chiến đài, Mục Trần nhìn thoáng qua cái kia bốn long bốn tượng, đột nhiên hít sâu một hơi, biến hóa ấn pháp tiếp tục thúc dục. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngưng luyện ra long tượng? Cửu U phát giác được một màn này, trong lòng lập tức cả kinh. Giống, Mục Trần bàn chân mãnh liệt dậm xuống hư không, trong đôi mắt tinh mang bắt đầu khởi động, nháy mắt sau đó, sau lưng không gian vặn vẹo, trí tôn hải minh mông bên trong lập tức nhắc lên cơn sóng gió động trời, cuối cùng lại là hai đạo hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Long ngâm giống như tiếng kêu gào, vang vọng khắp đại điện cổ xưa. Huyết ưng vương bọn hắn ngẩng đầu nhìn, đều là nhịn không được động dung đứng lên. Chỉ thấy trong hư không, mục trần hai mắt đen kịt giống như là vòng xoáy lăng không mà đứng, mà ở kia sau lưng. Năm long năm tượng khổng lồ đứng sừng sững, một cỗ linh lực uy áp kinh người, giống như Thái Sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa mà đến. Thế công bậc này, coi như là lục phẩm trí tôn, cũng đủ để kinh hãi, chỉ là không biết, long tượng chi lực bậc này, có thể hay không cùng thiên long hổ chính thức chống trọi. Chương 930, thiêu đốt huyết mạch. Long ngâm giống như dích gào vang vọng trong đại điện, mục trần lăng không mà đứng. Tại kia sau lưng, người đạo quái vật khổng lồ lơ lửng, năm long năm tượng tản ra linh lực chấn động kinh người. Chuẩn đại viên mãn thần thuật, cửu long cửu tượng thuật, Đạo thần thuật này, lúc trước mục trần ở thương chi đại lục đoạt được, tuy nói chẳng qua là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, nhưng một khi có chỗ thành tựu, như vậy kia bạo phát đi ra uy lực, chỉ sợ sẽ không thua kém đại viên mãn cấp thần thuật. Mục trần lăng không mà đứng, đôi con mắt màu đen giống như vòng xoáy, thâm sâu khó lường. Hắn ở đây ngưng luyện ra năm long năm tượng, hai tay như thiểm điện khép lại, biến ảo xuất ra đạo ấn pháp. Cửu long cửu tượng thuật, long tượng chi luân. Thanh âm quát khẽ, năm long năm tượng lập tức bộc phát ra gầm nhẹ, rồi sau đó hóa thành 10 đạo hồng quang gào thét, một loáng một cái, đã là trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ô, ô, n g, hào quang chói mắt từ chỗ va chạm quét ra, bên trong hào quang, nhất đạo quang luân vô cùng to lớn ngưng tụ mà thành, ở ngoài viền đạo quang luân, có long tượng chi văn, một cỗ linh lực cực kỳ cuồng bạo chấn động nhộn nhạo mà ra, làm cho không gian chấn động. Đi. Mục Trần cong ngón búng ra, đạo long tượng chi luân lập tức hóa thành lưu quang bắn mạnh tới, tốc độ như bôn lôi xuyên thủng rồi không gian xuất hiện ở này phía trước thiên long hổ tốc độ như vậy linh lực chấn động hung hãn mạnh mẽ như vậy làm huyết ưng vương bọn hắn những lục phẩm trí tôn đều thấy mí mắt giật liên tục đối mặt với thế công bực này đổi lại bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường giống thiên long hổ tựa hồ cũng là đã nhận ra thế công lần này lăng lệ ác liệt lúc này ánh mắt ngưng tụ hai chân dẫm mạnh trong mắt tinh mang đỏ thẫm lập lòe mãnh liệt há miệng linh lực điên cuồng ngưng tụ trong miệng trong lúc mơ hồ, miệng của nó, một cỗ hung sát chi khí, gào thét mà ra. Thiên long hổ khiếu âm. Làm như có tiếng gầm gừ trầm thấp, từ thiên long hổ truyền ra, long ngầm lập tức bộc phát long trời lở đất. Đám người huyết ưng vương khiếp sợ nhìn thấy, nhất đạo sóng âm phong bạo trăm trượng, từ hồ khẩu phát ra ầm ầm, sóng âm bàng bạc mênh mông gào thét mà ra lúc, phẳng phất là có long hổ chi ảnh lao nhanh mà qua, sóng âm lướt qua, không gian trực tiếp là bị chấn nát thành từng đạo vết dạn. Bực này thế công, cực kỳ cuồng bạo bành long hổ sóng âm mãnh liệt bắn ra rồi sau cùng long tượng chi luân cứng rắn đánh vào nhau và chạm chốc lát tiếng động vang dội sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa sàn chiến đài vô cùng cứng rắn vào lúc này bị thổi bay sốc lên một tầng phanh hai đạo thân ảnh đều bị sóng xung kích ảnh hướng đến lúc này hai người thân hình đều chấn động mạnh chật vật bắn ngược mà ra mục trần đụng mạnh vào màn sáng phía trên đài chiến đấu đem màn sáng chấn ra trận rung động hắn rên nhẹ tựa vào màn sáng đem thân hình ổn định con mắt màu đen hướng về phía trước chỉ thấy được chỗ đó thiên long hổ quỳ một chân trên đất hai tay cắm vào sàn đấu đầy phù văn một vết rách thật dài xuất hiện ở dưới mặt sàn chiến đài giống thiên long hổ ánh mắt đỏ thẫm đồng dạng là tập trung vào mục trần nó gầm nhẹ một tiếng chậm rãi rút bàn tay cắm thật sâu vào sàn nhà trên cánh tay vết máu che kín lúc trước hai người cứng rắn va chạm đúng là chẳng phân biệt được ngang ngửa nhau bên ngoài chiến đài, chư vương nhìn qua va chạm kịch liệt như thế, sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn không có ngờ tới thiên long hổ khó giải quyết như thế, mục trần thi triển ra thần thuật lợi hại như thế, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. thực lực của thiên long hổ này, có lẽ cũng nằm trong top đầu của thập hung thú. chư vương âm thầm cảm thán, ít nhất so với hắc thiết ma hầu thiên long hổ quả thực là mạnh hơn không ít. Uầm. trên chiến đài, thiên long hổ chợt bộc phát ra tiếng gầm kinh người sau đó mọi người nhìn thấy huyết hồng hào quang trong cơ thể tràn ngập mà ra trong huyết hồng hào quang tràn ngập hung sát chi khí mà nương theo huyết quang hiện lên mọi người đột nhiên phát hiện thân hình thiên long hổ lúc này cũng bành trướng mặt ngoài long lân màu đen cũng là trở nên càng thâm trầm ngắn ngủn bất quá mấy tức thời gian thiên long hổ thân hình khổng lồ gấp đôi nó đứng sừng sững tại trên chiến đài giống như viễn cổ hung thú chỗ long giác càng thêm tối tăm Chết tiệt, thiên long hổ linh lực trở nên mạnh hơn, xảy ra chuyện gì vậy? Chư vương phát giác được thiên long hổ biến hóa, sắc mặt lập tức biến đổi. Nó đang thiêu đốt thiên long huyết mạch. Mạn đà la mở miệng nói ra, nàng lông mày cũng nhăn thoáng một phát, huyết mạch thiêu đốt kiểu này. Chỉ có một ít hung thú mới có thể làm được, những hung thú trước, đều chưa làm được một bước này, không nghĩ tới thiên long hổ lại có thể làm được. Mà kể từ đó, thực lực của nó cũng được tăng phúc một ít, đây đối với mục trần mà nói, quả thực là tin xấu nhất. Lúc trước Mục Trần hao rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ đủ để chống lại Thiên Long Hổ. Lúc này nó trở nên mạnh hơn, cục diện này đối với Mục Trần không ổn rồi. Mục Trần khuôn mặt hờ hững vào lúc này có chút nhúc nhích, hiển nhiên đồng dạng là đã nhận ra Thiên Long Hổ biến hóa. Oanh, bất quá Thiên Long Hổ cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian, mắt nó đỏ thẫm hung quang lập lòe, bàn chân đạp mạnh, thân thể cao lớn bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, lóe lên liền là xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần, thân hình khổng lồ như bóng ma, trực tiếp bao phủ Mục Trần hổ trưởng gào thét hạ xuống, mang theo linh lực đáng sợ, một trưởng trực tiếp chụp về phía mục trần, không gian nổ tung. Mục trần nhanh chóng di chuyển, hai tay giống như tấm thuẫn đem hổ trưởng ngăn lại. Bang, thanh âm trầm đục vang vọng, thân hình mục trần bị thiên long hổ một trưởng đập đánh bay, thân thể kéo lê trên mặt đất hơn một 000 mét, hắn một trưởng đập trên mặt đất, sàn nhà vỡ vụn, lúc này mới đem thân hình ổn lại. Mục trần cho mày, hai ống tay áo đã là rách nát, phía dưới làn da kim quang lưu chuyển, một trưởng lúc trước của thiên long hổ, đủ để đem lục phẩm trí tôn bình thường đập nát mục trần bởi vì có long phượng thể cho nên thân thể mạnh mẽ cũng không thua kém một ít thần thú dù vậy cánh tay lúc này cũng từng trận kịch liệt đau nhức oanh lúc mục trần đang nhíu mày âm thanh xe gió lập tức kéo tới thiên long hổ thế công cuồng bạo lại lần nữa như dông bão tập kích mà đến mục trần thân hình nhanh lùi lại thiên long hổ đuổi theo không bỏ quyền phong đáng sợ mang theo linh lực chấn động không gian rung động không ngừng trên chiến đài Thế cục biến hóa, mục trần cơ hồ là triệt để lâm vào hạ phong. Chư vương nhìn thấy một màn này, trong lòng đều nhịn không được trầm xuống. Theo như đà này, mặc dù mục trần thân thể mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không chịu được thiên long hổ công kích cuồng bạo lúc này. Cửu u bàn tay nắm lại, trận khiêu chiến này của mục. Trần rất là trọng yếu, nếu như hắn cũng thất bại, như vậy mạn đà la phá trận cũng sẽ khó khăn. Bang! Hổ quyền lần nữa hung hăng oanh kích lên tay mục trần, giữa không gian dập dờn, Thân hình Mục Trần bay ngược ra, hắn trở tay một trường vỗ vào không gian hư vô, linh lực chấn động, đem thân thể cưỡng ép ổn định. Hắn nhìn hai tay, hai tay đã là da chóc thịt bong, máu tươi chảy dòng. Thiêu đốt huyết mạch, cho nó tăng cường linh lực rất mạnh, tốc độ, phòng ngự, lực lượng do đó tăng phúc rồi. Mục Trần ánh mắt lập lòe, tuy rằng đang ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng bởi vì tiểu tâm ma trạng thái tồn tại, hắn cũng không có cái gì chấn động, ngược lại trong lòng không ngừng phân tích biến hóa của thiên long hổ. Thiên Long Hổ ở trạng thái này, ta phần thắng cực thấp, bất quá thiêu đốt huyết mạch cũng sẽ xuất hiện di chứng. Đợi đến lúc huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, nó sẽ tiến vào giai đoạn suy yếu. Ta không cách nào chống đỡ đến thời điểm đó, cho nên nhất định gia tăng tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó. Nhưng mà làm thế nào để gia tăng tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó đây? Mục Trần nội tâm của hắn xoay chuyển ở bên trong, Linh Quang không ngừng thoáng hiện. Cuối cùng kia ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Oanh! lại là một lần đối cứng, thân thể Mục Trần trực tiếp là bị đánh bay, đụng vào màn sáng phía trên, bất quá hắn không chút nào để ý, hai tay đột nhiên kết nhất đạo cổ ấn pháp sư huyền bí oanh, bàng bạc linh lực giống như phong bạo, từ trong cơ thể Mục Trần gào thét mà ra, trong con ngươi màu đen, phảng phất có kim sắc hỏa diễm dẹt qua, một loáng sau, chỉ thấy một đạo hào quang tối tăm mãnh liệt từ thiên linh cái Mục Trần, bạo hướng mà ra. Đạo hào quang đón gió tăng vọt, ngắn ngủn lập tức, chính là hóa thành khổng lồ mấy ngàn trượng ở đằng bên ngoài đài chiến đấu, mọi người ánh mắt phóng mà đi, đều là nhịn không được ngưng tụ. Đó là một tòa cự tháp tối tăm, trên thân tháp, khắc rõ một mảnh thiên long bay vút lên cổ xưa dài hẹp chiếm giữ, mà theo hắc tháp xuất hiện, một cỗ mãng hoang cổ xưa chấn động tràn ngập mà ra. Hắc tháp này, đương nhiên đó là đại phù đồ tháp. Mục trần ấn pháp biến hóa, đại phù đồ tháp phóng lên trời, cuối cùng như thiểm điện chấn áp xuống, trực tiếp bao phủ thiên long hổ. Một loáng sau, mấy chục kim thiên long gầm thét từ trên thân tháp trôi nổi ra, hóa thành kim sắc hỏa diễm vọt vào trong hắc tháp đem thiên long hổ trùng trùng điệp điệp bao bọc bất quá lúc này những thứ kim sắc hỏa diễm tựa hồ không trực tiếp công kích thiên long hổ mà hóa thành hỏa diễm lượn lờ theo hơi thở thiên long hổ tràn vào dối bên trong thân thể của nó giống thiên long hổ hai mắt trong khoảnh khắc trở nên huyết hồng trong nháy mắt trong cơ thể nó thiên long huyết mạch phẳng phất là bị đều bốc cháy lên một cỗ linh lực kinh khủng chấn động bộc phát dựng lên chư vương phát giác được linh lực chấn động sắc mặt đều là biến đổi thậm chí ngay cả Tu La Vương đồng tử cũng có chút co rụt lại, Mục Trần đang làm cái gì? Như thế nào lại làm Thiên Long Hổ trở nên mạnh mẽ? Chư Vương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không rõ dụng ý Mục Trần, duy có Mạn Đà La có chút kinh ngạc, chợt cặp mắt vàng lóe sáng. Người này, có thể nghĩ như thế này, bất quá ăn thua ở chỗ Hắc Tháp, phía trên Thiên Long chi văn biến thành Thiên Long chi hỏa, cùng Thiên Long huyết mạch trong cơ thể Thiên Long Hổ tương đồng, như vậy mới có thể thổi bùng huyết mạch. Mạn Đà La ánh mắt hướng về đại phù đồ tháp lông mày đột nhiên nhíu một cái thời gian dần trôi qua thần sắc có chút ngưng trọng lên hắc tháp này tựa hồ là có chút quen mắt phù đồ thần tháp của phù đồ thần tộc một trong thái cổ tộc tựa hồ nhìn giống giống mục trần làm sao lại có được phù đồ thần tháp đây chính là vật của phù đồ thần tộc chẳng lẽ hắn là người của phù đồ thần tộc